Em like gì ạ? Like rồi. Bấm bình mấy cái chạy cho môi dùm đấy. Mang cái này đâu có. Đâu có. Thấy. Em có lạnh. Tao có biết lạnh ta. Có cuối chứ. Quần này là quần kia. Quần chứ tâm lạnh. Tâm lạnh. Bữa nay mà có cái nó bán được, mang được, trời nó mang sướng. Em bán được. Ý là bữa nay có không được, trời cái nó mang sướng. Ô, nghĩ ra cái con quận 49 thì không xả trời. Không thấy tiếc. Tiếc thì tiếc nè em. Ta cứ phải về ta xào gà. Ta ăn cho nhanh rồi, ta xào thịt gà là nhanh lắm. Gà khó xào ấy là nhanh. Vậy tao sợ được con cú ăn lẩu, tao bỏ mua mấy sợi xin tổ hết, tao phải cho veo, tao nấp trong nhanh. Bà mẹ tao chứ mà. Sự chú bảy nghe mùi sầu riêng chứ. Đấy. Ăn xong ta cho ông bồn kẹo cho ông lại đâu. Tức là... Ê, chào ấy, cái hậu đảm kêu cô Nguyệt, cái ông nhớ xịt ông học. Cô mà có ăn mặc kể tạch mặt mình không biết tay tạch cô có ăn mặc chứ không phải cô làm nhớ cô có ăn mặc ta nhớ là bà thầy sô cô la ta hốc giống ta với thằng rôn thăm khơi của kẻ sữa chua nè ngon mà đang kẹp quá xíu xíu nữa nhờ thổi lên tao bị chát còn có xíu xíu chứ mất. Đầy sướng lắm. Có mấy áo thun á cho bé bỏ không lên cho lên luôn. Mình mà giờ mang đôi tắc qua nữa là ấm thôi. Ấm hiểm luôn. Quần miếng lóc nhung rồi. À, xin chào cả nhà nhé. Mềm nhung cho bé còn gì. Mềm tuyết ấy. Rồi, Thái Nguyên rồi tương tác cái dạng mà ơi, cái nó mang được. Cái nó mang được. Mang được. Mà cứ sẵn đi, tưởng tăng mai gì đâu có đi làm đâu. Rồi, vào nhanh nha dạng mà ơi, chị nào Thái Nguyên rồi tương tác Dương Nguyên nhá. Thả tim thả like chấm tương tác Dương Nguyên nhá. Hello chị Minh Thúy nhá, hello chị Tuyết Nguyễn nhá, hello chị Mai Lê. Thấy gì dạng mà ơi, nhìn ổn chưa là lên luôn nha. Chị em mình vào rồi, Thái Nguyên rồi chấm tương tác cho Nguyên nha. Nhớ là mỗi chị em mình vô xem like nhé, cho xin một nút chia sẻ nhé. Hello chị Kim Anh Trần luôn. Chị ơi xíu nè em lên rồi chốt nha chị nha. Giỡn nhiều mẫu á. Trả cái này. Trả cái này cho Duyên ghi tiếp. Vào nhanh, vào nhanh. Con Nguyên mang là hàng đắt nha. Không phải hàng 79k. Con này hàng đắt, hàng này dễ mình đi mua 200 mấy á. Nhưng mà vô nhà em thì yên tâm giá. Nhưng mà sẽ không phải là cái hàng em đi 79 gì. Rồi vào nhanh, hello chị Tuyết Trần nha. Hello chị Anna Lê. Hello chị Trần Thảo nha. Mình vào nhanh nha, hello chị Bảo Ngân Thái. Chị ơi cái hàng này hàng là hàng 135.000 đấy. Chưa. Hello chị Thúy Lương, hello chị Quỳnh Như nhá. Hello chị Bông Nguyễn. Cái áo vàng. Áo giống em loại nào vải mát? Không có loại nào vải mát hết chị ơi. Cái này là người ta để mang cho ấm. Có lót lông nhưng mà mai nhà em mới chốt chợ. Mai mới chốt. Cái này là để mang cho ấm mà chị hiểu không? Rồi nhìn ổn chứ là nguyên lên luôn nha. Cố gắng mỗi chị cho xin một nút chia sẻ nha để đỡ bị ẩn comment như vậy mà nói nha. Cố gắng vào rồi chia sẻ lên luôn dùng Nguyên để đỡ bị ẩn comment. Cũng là đẹp quá. Cái này bỏ xuống luôn, cái này bỏ vô trong cái đống đó rồi mang.
mai phân ra. Rồi mình vào nhâm nha, vào nhâm đi chị em mình ơi, người chốt không được, người chốt được lại xả rồi. Vào nhâm nè, vào nhâm mình sang hàng sale nhé, cố gắng hỗ trợ. Lượt chia sẻ bomber size 37 kg hồi tối rất là nhiều chị chốt không được nè, có luôn nè. Quần tổ ong sale có 49.000 xả đơn nè, to bé không chị ơi. Quần gì đây? Rồi quần loa, quần loa size 55, đủ các kiểu hết. Cố gắng mỗi chuyện lượt chia sẻ giúp Nguyên nha dạ mình ơi. Quần này của Nam Nguyên cũng hết sạch sành xanh, em không có. Quần nhung, trời ơi. Rồi bộ hãng, rồi bộ hãng thôi lên nhanh luôn. Chị nào vào tiếp sang hàng sale trước nhé. Cố gắng mỗi chuyện vô xem like cho xin một lúc chia sẻ dạ mình ơi. Mã tặng đầu tiên là mã quần nhung, mã bán tặng đầu tiên là mã quần nhung. Size này dành cho trẻ mà 55 đổ về, con này hàng 100 mấy. Còn áo thun nam 105 em không còn cái nào hết. Áo đang mang là loại 135 chị ơi, loại dài. Loại dài. Rồi, cho nguyên con này mã đầu tiên. Em bán tặng luôn chị mình 79.000 ai nhanh có này. Hàng này là hàng 105. Hàng này hàng 105 ấy. Em đi chị mình con này 79.000. Nhung xịn size M nhá, size 55 đổ về chị em chút đẹp. Chị nào lấy quần nhung xịn comment mã quần nhung xịn Nguyên đi nhanh luôn nha dạ mình ơi. 79.000 cố gắng mỗi chuyện lượt chia sẻ dùm Nguyên nhá. Cố gắng mỗi chuyện một lượt chia sẻ dùm Nguyên. Rồi cho Nguyên con này size 32. Bộ này là hàng em đi dẻ mình bao nhiêu tiền? 115.000 là giá sale, hàng 145.000. Em đi luôn chị mình là 89.000 ai nhanh có. Nha, comment mã bộ bé xịn cốt tông dầu này, cốt tông xịn luôn ấy. 79 size cho bé nhà mình. Bông Nguyễn. 32 kg đổ về nhá. 32 kg đổ về. Sang sang em còn sót đơn nhé, em còn sót đơn qua lấy nhé. Rồi cho Nguyên con này. Nhà em đang chốt đó chị. Rồi cho Nguyên con này bộ này. Bộ bé nhá, bộ bé cho Nguyên là được. Bộ bé thì đi luôn kìa mình bao nhiêu tiền? 89.000, hàng nó hàng bình thường 145.000. Rồi con này size 34. Quần quần gió nam công ty size 34 105 cái này em đi chị em 90. Bé 89 cho bỏ. Con này đẹp lắm, cố gắng mỗi chuyện lượt chia sẻ dùm Nguyên nhé. Quần nam xịn nha dạ mình ơi, quần gió nam xịn. Chốt mã quần gió nam xịn cho Nguyên là được. Ừ. Còn đây em cái này gạch tên cũ hay sao? 90-95.000 luôn. Quần gió nam này xịn lắm, size 34 nhé. Rồi cho Nguyên con quần loa. Hàng này là hàng Nguyên đang xem 135.000. Ai nhanh có, em đi chở mình mã 100. Size này là size 55 nhé. Quần loa mã 100. Chốt lên mã quần loa 100 cho Nguyên nhé. Quần loa 100, cố gắng mỗi chuyện quần 55 cho Lê Phạm Bích Hà. Rồi chị nào lấy cái này tiếp luôn dùng Nguyên tổ ong này. Em xem có 49.000 mà sợ tốn tiền ship này chở mình ở size 60. À, quần nào, quần nào, quần quần riêng 100. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã tổ ong. Quần riêng loa size 55 ấy. Hàng em đang sale 135.000. Em đi luôn chị em 100.000. Rồi chị nào lấy tổ ong em sale 49.000. Giờ không còn con nào đâu chị em nữa. Rồi nhanh nhá. Tổ ong size XL. Lấy 100 cho Thoa Trần Ánh. Tổ ong size XL em sale chị em 49.000. Rồi cho Nguyên con này lót lông. 49 cho Phương Nguyễn. Lót lông, đi rõ Phương Nguyễn nào nha. Lót lông size XL, size này 60-62. Con này thực sự không còn giá sale đâu. Em đi chị em 100.000. Hàng này em đang sale 125. Rồi chị nào lấy cái nào lên mã lót lông. Thì toàn bộ hàng này là hàng xã này em bán tặng hết. Còn bộ hàng xã em bán tặng hết nhé. Cố gắng mỗi chuyện lượt chia sẻ dùm Nguyên nhé. Sang hàng đại hàng đẹp. Nhớ cố gắng chia sẻ nhé. Tát tên bạn bè như vậy mình ơi. Để cùng sang hàng sale. Vô nhà Nguyên là vừa rẻ và vừa đẹp. Vừa đẹp và vừa rẻ. Phương Nguyễn tóc ngắn có rồi chị ơi. Dạ, lót lông cho Tiết Nguyễn. Chốt đơn xong là đi đơn rồi nhé. Cố gắng mỗi chuyện lượt chia sẻ dùm Nguyên nha vậy mình ơi. Rồi tiếp luôn dùm Nguyên con này em bán tặng chị mình 39.000 luôn. 39.000 luôn. Size này là size 55. Lên luôn dùm Nguyên con này. Em không dồn đơn hôm trước đâu chị ơi. Em không dồn đơn hôm trước mà lót lông người ta cũng chốt rồi. Đi 39.000 nhau em không dồn đơn cũ nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng 39.000 lót lông hết nhé. 39.000 size 55. Lót lông hết rồi nha. Quần 39 size 55. Chốt mã quần 39 size 55. Rồi lên luôn dùng con này tặng bé. Tặng bé nhé. Chốt mã đi bé nè. Size 20. Size 20. Size 20 em đi chị em 29.000. Rồi lên mã mũ bé 29K. Hết đi giờ em lên chị ơi. Chờ em xíu. Chờ em xíu tiêu nha. Rồi chị nào lấy mà mũ bé, chút mở mũ bé cho Nguyên là được. Lắp lông em hết rồi. U là trời 29.000, con là mới đi thi tối. 55.000 à 59.000 đúng không? Nhiều chị chốt không có hàng 40 bé 60 đúng ok. 40 60 ok luôn. Rồi cho Nguyên con này em đi chị em 39.000 chị nào nhanh. Chút mở 39 cho Nguyên nhé. Tối nay em nói là chuyến cuối của bé 29 cho Thu Thủy. Lên Nam. Chuyến cuối của Lên Nam nên là chị em mình nhanh tay nhé, không có hàng nữa đâu chị em mình ơi. Ho trả nó, em đang mang còn kịp, giờ em lên chờ em xin nha.
Rồi cho Nguyên con này. 39 chị nào lấy cái này em tặng 39.000 luôn. Em đang đi 59.000 mới vừa đem vào tối xong. Mua xong xả 40-60 nhé, con này đẹp lắm. Rồi lên mã phối xong 39.000. Em không gom đơn cũ nha, em nói trước nha, chứ không mất công là kêu chốt đơn này đến lúc chốt đơn này, hoặc là đơn chốt đơn cũ lại bảo là gom cái đơn mới like. Em không gom nha. Chị em mình lưu ý nhà em chỉ gom duy nhất cái đơn này với cái like lúc trưa thôi. Cái like tối này chỉ gom với cái like lúc trưa, còn những cái like về trước em không chốt nha. Tâm Như, em nói trước nha. Con này tặng 39.000. Tặng 39.000 hồng luôn. Boris 40-60. Tặng 39.000 hồng. 40-60. Tặng 39.000 hồng. 40-60. Chị nào lấy cái này lên luôn những 39.000 hồng cho là được. Chị nào mà mua hàng hai xã thì lần sau em lên đúng mã 39 em chốt đơn nha. Em tránh ra bớt đấy nhé. Nè con này á mà còn gì đó. Con này em đi chị em 39.000 luôn. Rồi thái xịn. Sao thái trời. Thái xịn 40-60 ok. Hồng cho anh Võ Thị Kim. Con này 40-60 ok luôn nha. Chị nào lấy cái này lên mã hồng 39 chốt hồng 39 cho luôn ok. Comment mã quên lộ thái 39 đi khỏi bị nhầm. Thái đi chứ hồng mới hồng đó. Lên đúng mã thái 39 cho khỏi bị nhầm. Thái 39 cho khỏi bị nhầm nhé. Rồi con này 57 độ về, 55-57 độ về quần mì nam. Con này em bán tặng luôn chị em 95.000 hàng 1-2 năm. Quần mì nam nhé, 57 độ về. Chị nào lấy cái này lên mã mì nam. Chờ em xíu em lên giờ chị, chờ em xíu xíu nhé. Rồi chị nào lấy cái này, comment mã mì nam. Chúc mã mì nam giúp Nguyên nha chị em rồi. Comment mã mì nam, em đi luôn chị em mình. Chưa nhà em chưa chúc đơn á chị. Mì okay, nam, hàng 125, cái này em đi luôn chị em mình. Bao nhiêu tiền? 95.000, đẹp lắm, 57 độ về. 57 độ về. Nhà em không đơn, gom đơn khi tối nhé, chỉ gom đơn này với cái like trưa thôi. Chị mình lưu ý này, chỉ gom cái đơn này với cái like trưa thôi. Nhà em nói trước nha, chỉ gom like tối này với like trưa, chỉ gom trong ngày thôi chị mà nói. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng 37kg, giờ làm gì còn con này. 37kg, đẹp cực kỳ luôn, 101, lên mã 100 luôn. Bơm bơ bé nhá, size 37. Hồi tối nhiều chị đặt không có luôn á. Nè, xây to không có hàng đâu. Ok chị, rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này với. Chốt mã này, comment mã này là mã bomber bé nha. Em sale luôn chị ở mình con này. Bỏ tên cũ, gạch tên cũ à, xây 37. Em đi luôn chị ở mình con này mấy? 100, bomber bé 100 nhé. Chị nào lấy bomber bé 100 cho tiếp mùa đông. Mua. Dạ đúng rồi, lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em. 35.000 tắc luôn. Chị hình như là còn mình ít tắc lắm. Cho em bán tặng luôn khách 35.000 đang lạnh lạnh về cho khách mang. 35.000 luôn 5 đôi. Tặng luôn 35.000 5 đôi rồi cho khách mang. Dạ. Cho em 2 mẫu chị bóc đại đi. Rồi cho nguyên con này. Hay không có chị ơi. Chốt thì giờ. Đấy, chốt thì không có giờ thì bô. Đấy nè, đẹp chứ. Cắt mã luôn. Cho em cắt mã, bóc mã nào còn. Nhận áo khoác và áo thun rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Tình Phạm nhé. Rồi cho Nguyên con này nhé. Chị nào lấy cái này em tặng luôn 35.000 nó. Chốt mã tắt 35 cho Nguyên kiểm tra nó in thử có in được mà. Còn được bao nhiêu đang lạnh. Bao nhiêu đang lạnh thì em bán tặng hết chị em 35.000 5 đô. 35.000 5 đô nhé. Các mẫu như vậy mà nói. Chốt lên tắt 35 nhé. Cố gắng. Cố gắng mỗi chuyện lượt chia sẻ nhé. Em bán tặng luôn chị em 35.000. Ờ chốt tắt tặng 35 đang lạnh lạnh bán tặng cái gì em mình cái này về cho chị em mình mang nha. Mua luôn chục đôi đi chị em mình nói thực sự 35.000 thì mua chục đôi mà mang nha. Mua chục đôi mà mang nhiều mẫu tắt lắm đẹp vậy. Cái này cưng chưa? Ôi có cái mã này cưng chưa nè. Ôi có cái mã này cưng chưa nè. Nha em mix mấy mẫu luôn nhé cho đa dạng mẫu nhé. Chưa không cái nơi mới 30 á. Mới trăm thì mới 30. Rồi lên luôn dùng nguyên nhé. Cảm ơn mã này. Cái này còn một mẫu nào nữa không chị? Ba một mẫu nào nữa không cho em lên luôn đi. Em đi nhưng mà bóc khi nhớ bóc. Nhưng mà nhớ bóc hàng em xịn sò cho nè. Chị nhớ bóc hàng á làm mít mít các mẫu vô cho em. Lộn xộn ấy. Lộn xộn đúng không? Em mỗi ngày đôi giờ không mà không giặt toàn lấy tóc mới mà không. Đúng nhà văn tắt luôn. Không biết rào dục nó tới từ trước luôn kìa. Đó. Mới đúng không? Ừ. Chị em mình ơi, nhìn xịn sò vậy nè. Nhiều loại tắt nhé. Em biết nhiều loại tắt cho đa dạng như vậy mà nói em đi luôn vậy em 35.000 năm đôi.
không gói vợ em nói là cái giá này không thể nào mà mua được hết cho một cái đôi tất xịn giò như thế này hết á. Rồi chị nào lấy cái này lên mã tất nhiều mẫu như vậy mà nói 30 em 35, thay vì bình thường mình mua 20 mấy nghìn đôi, bình thường mua 20 mấy nghìn đôi, giờ bán có 30 mấy 35 nghìn năm đôi, chạy ra 7 nghìn đôi, mang không giặt luôn, mang xong vứt đấy. Trời ơi, lâu tập làm đại gia rồi nha. Chị nào lấy tắt cứ lên tắt cho Nguyên mít mấy mẫu nhé. Ai đang mang có chờ em xíu. Ok, có tắt hết rồi chị em mình cứ lên tắt là có 35 nghìn. Cái này em, những cái mã em đưa lên đầu like là những cái mã bán tặng ấy, dạ mà nói nhìn xịn sò cho nè. Chân to chân nhỏ vẫn được, chị hàng này giãn mà, con này hàng giãn mà. Rồi chị nào lấy tắt cứ chút tắt cho Nguyên nhé, 35 nghìn cho 5 đôi nốt luôn. Được chưa, chị nào lấy tắt cứ lên mã tắt cho Nguyên, 35 nghìn hẳn 5 đôi, quá là rẻ. Tắt nam chắc là không còn chị. Tối nay có cái áo giữ nhiệt bé xịn lắm, hàng tàu luôn. Không, cái nó tách riêng ra giùm em chị, nó lộ vào cái này. Tách riêng để cái hàng kia về rồi like luôn, cái này để trả sỉ luôn có. Ừ. Còn 500 cá nữa về rồi like luôn một thỉ luôn, mất không like lắm. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn giùm Nguyên. Cầm em mã tắt nhau em qua mỏng như vậy mà nữa. Tắt không cần đặt tên như vậy mà nó cứ lên đơn mã tắt chung là được, chị nào cũng có hết. 35 nghìn cho 5 đôi nha, 35 nghìn cho 5 đôi cho nhiều mẫu mít nha. Ờ, mít đủ loại lên chống đa dạng, mít 2-3 loại luôn chống đa dạng nha. Vậy mà nói có lên nam, dạ có, tối nay em up lên nam thì em sẽ lên nam em đi luôn chị em. 35 nghìn 5 đôi, cố gắng mỗi chuyện lượt chia sẻ giùm Nguyên nhá, cố gắng lên mỗi chuyện lượt chia sẻ giúp Nguyên nhá. Rồi tiếp là cái món ăn xả này nè, hộ cao cấp, thôi bộ cao cấp này mình còn hàng, bộ cao cấp này còn hàng hồi like này. Rồi cho Nguyên con này nè, bộ nam thì giờ lắm thì còn hả chị em mình ơi, tắt chị em mình tắt bé gái là chắc giờ không còn. À, 135 nghìn luôn, ai nhanh có nhé. Áo mặc không có màu đen, con này mà này xịn lắm. Rồi chị nào lấy cái này 135, size 65 rồi nha, size 65 nha. Chị nào lấy cái này là áo nam size 65, áo bộ nam bộ linh nam size 65. Áo Nguyên đang mang 135 chị ơi, 135, con này dòng xịn nhá. Linh cộng nam, bộ linh nam đây, bộ nam 135 nghìn. Em có hàng 79k nha, 79k cũng đẹp nhưng mà dòng này nó cao cấp hơn xíu. Hàng này chị em mình đi mua đầu 2. Điện thoại ai á? Nguyệt chứ ai? Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên để em lên con này luôn. Bộ nam cho con này em đi luôn chị em mình nè, hết đi xịn nha. Từ bao luôn. Bộ nam cho Kim Hệ 135 à? 135 nghìn. Cái này size cho chị em mình từ 40-65 đều mang được. Chị em mình mua về cho mình mang, mua cho con mà đều được hết. Cái này nó rất là xịn, dòng này dòng xịn. Dòng này là chị em sẽ mua, đi mua đầu 2 nha. Mua đầu 2 cái. Không đi theo yêu cầu nhé, đi từ từ từng cái nhé. Không đi theo yêu cầu nha. Đâu có 75kg đâu chị. Không đi theo yêu cầu nha. Em đi theo từng đi lượt từng mẫu nhé. Lên từ từ từng mẫu nhé. Rồi lên cho Nguyên là có bao nhiêu con màu hồng. Ôi thấy có con màu hồng. Còn có cái hai con màu hồng thôi. Bỏ cho chị Lam Yên nãy cá. Chị Lam Yên có, ghé lấy luôn. Em không để nữa nha. Ok, chốt. Ờ, cho chị Trần Khánh Văn cái này là hết 135 nghìn. Có hai cái màu hồng thôi. Có đúng hai cái màu hồng thôi, cho màu khác thôi. Để cho em một cái nữa chị. Cho em một cái. Cái này hàng này không có hàng về nữa đâu. Cái này đi này. Ừ, cho em cái màu này. Không. Đây cho em mỗi thứ này có một cái này. Đây. Hồng em hết rồi. Con này đúng cá, đẹp cực kỳ luôn. Mỗi thứ con cá thôi. Nhìn nè, Hồng đang mặc đây. Ui trời, cái con này xịn nhá chị em mình ơi, dòng cao cấp nha. Trời ơi, cái này con cá thôi. Cầm cái con áo này, cầm cái rồi nha. Cầm cái cổ áo cũng đã lắm. Dạ có rồi, nhìn nè. Cái này con cá thôi. Lên mã xanh này có đúng một cá thôi. Chốt xanh cho chị. Chị nào này? Chốt xanh cho chị nào này? Em nó đẹp cực kỳ luôn. Xanh này, thứ con cá chứ mất. Xanh cho Hiệp Nguyễn. Đỏ đô cho Nguyên này. Em nó đẹp cực kỳ nhưng mà thứ con cá. Này, u là trời ơi. iPhone Nguyên đang mang nha. Này, cầm cái mũ cũng đã lắm chị em mình ơi. Màu đô nha chị em mình ơi. Màu đô nhá, chị nào lấy đô chút đô. Dòng này là dòng hot đi xịn nha, 135 nghìn. Nguyên có dòng 79 nghìn mà. Dạ.
Nguyên có cả dòng 79.000 bắt cái áo giữ nhiệt bé, có nơi lên giữ nhiệt bé về cho khách về. Dạ, khách mua về cho con mang lại. Đỏ đô đó, đỏ đô đó Hương Giang. Đỏ đô con cái chị ơi, đẹp lắm. 135.000 rồi màu nu cứ còn con cái. Hương, đỏ đô cho Hương Giang. Màu nu cho Nguyên nhá. Chị ơi, con này 40, 62, thậm chí 65 gì mang được hết. Mang con này xong, mang con quần mèo lông của nhà Nguyên mới thôi. Không biết lạnh lại gì luôn á, thiệt luôn á. Rồi chị nào chị, lựa cái nào nó đẹp cho em cái đi. Chị. Em là màu xanh. Đó, màu nào nổi, nổi nổi cho màu em nu à. Màu nu, màu nào nu nổi cho nổi cho em. Mai Thanh Hải, Mai Thanh Hải lên địa chỉ số điện thoại nha. Màu nào nổi nổi, em ưa màu nổi nổi. Đấy. Có cái màu đỏ mà không có thể. Mai Thanh Hải lên địa chỉ số điện thoại em biết rồi. Rồi xanh đậm, màu nó cũng được, màu nu nu cũng được. Ừ. Rồi lên xanh đậm cho mình. Ôi là đẹp lắm chị em ơi. Đẹp cực kỳ luôn. Khách chốt rồi. Này. Xanh này sao? Khách nu rồi nha. Xanh này. Xanh này. Xanh cho Trần Khánh Tím Văn. Thứ con cá vậy em ơi. Dòng này về khách. Cái này về bỏ số. Cái này về bỏ số. Mà nó để cho em được nè. Hàng này về bỏ số. Trời ơi, Tím này có hình thái thứ con cá bùng ấy ghê á. Bùng ấy ghê này săn được ít quá. Hàng này dễ mình đi mua đầu hai nhé. Con mình dễ mình để nó đặt trên mạng cũng như thế. Xanh đậm em hết rồi, màu tím. Màu tím. Tím. Tím cho Huệ Lâm. Rồi tiếp luôn cho em với chị. Tiếp luôn cho em với. Bì đây. Đây. Màu xanh đây là gọi là tím cho Huệ Lâm, Huệ Lâm đây để chạy xuống thoại luôn nha. Màu nhạt cho Nguyên á, đừng chọn chữ nhé dạ mình ơi. Các kiểu chữ dùng Nguyên nhé, màu nhạt cho Nguyên là được nha. Có mấy con, 5 con màu xanh nhạt này nè. Chị nào lấy xanh nhạt chút, xanh nhạt dùng Nguyên nhé. Em đi luôn chị, mình con này 135.000. 135.000. Còn ngày mai em sẽ về lại cái loại trả nốt 500. Chị ơi. Chị ơi, cái hàng này người ta mang rộng, chị không tin chị nhạc hỏi. Chị hỏi con chị coi. Nó rất là ghiền cái kiểu phông to như thế này. Người ta mang hết đi là người ta mang rộng mà. Nhạc cho Mai cho Trần Ngân. Thì là ngày mai em sẽ về nó Mai luôn, Thanh Hải lên địa chỉ xuống thời nha. 700 nó HD kia nữa là hết. Nhạc cho Mai Thanh Hải. Nhạc HD 79K đẹp. Nhạc lắm. Nhạc cho Trần Thảo. Vừa phải mua vài cái nha. Thì ngày mai, tối mai em sẽ like. Còn giờ có từng ngày có mấy chục con thôi. Nhạc cho Chị Linh Thùy Hemia. Hết nhạc nha. Mai Thanh Hải lên địa chỉ luôn, số điện thoại luôn nha. Chị ơi, cứ lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn, lên like giùm em đi nhá. Con của bé không chị la sao? Màu nâu nhá. Màu nâu cho Nguyên nha. Đẹp lắm, em nói nhận con này về ưng. Con này không chị biết mang Mai khi nào hơn luôn á. Còn mua con này còn sang năm còn mang. Tắt cả chị, tắt cho chị Trần Ngăn luôn rồi nè. Ok nè. 70kg. À con chị hơn 70kg, em tưởng sờ rộng. Không phải màu đen gì, hồng xương màu nâu cho em á. Không phải là đen á, nâu tưởng đen không phải là đen, nâu nhá. Chị nào lấy nâu lên nâu, có hai con màu nâu. Đẹp lắm, không có 75kg đó chị ơi. Nâu, 40kg cũng được chị. Nâu cho Trúc Linh chị Lê. Chị không tin chị hỏi, trừ giờ chị hỏi chị kêu con ưng cái kiểu này không. Nâu cho Thúy Hà. Bọn Tinh Tinh nó rất là ưng, thậm chí mình cũng ưng đựng nó bọn Tinh Tinh. Thiệt ấy, Thiên Nguyên cũng ưng con này, mang với con quần legging nữa là ok. Mà ông đang mặc hết rồi chị ơi. Nó mang như con út nhà em á, nó có 40-42kg. Cái này phải nào? Cái con áo 75kg mang được, hắn lại ưng. To thùng đi nè, lại ưng. Nào hết cả. Thế. À, kiểu của tụi nó cái chắc. Mang gì mà như cái thùng luôn. Hết cao rồi nha. Riêng đỡ đó nha, mang như cái loại như cái thùng luôn. Còn một kem có 3 cái. Kem này em có 3 cái. Em đi luôn chị em mình 135 kem. Chị nghe cái gì cho mình con nè con ta. Mang với con quần legging đen nó ok luôn nè. Đi chơi vô tư thoải mái rồi, kem có 3 con. Chị nào lấy kem comment kem cho Nguyên là được nhé. Comment kem. Chị nào lấy kem chúc kem có 3 con kem. Hết nâu rồi chị ơi. Hết nâu rồi. Có 3 em kem thôi. Chị nào lấy kem chúc kem. Kem cho Tâm Như Văn. Cái này là dạng mang rộng rộng như Nguyên đang mang nha. Em nói đèn về cái kêu em ơi chị có 40kg. Em ăn chị mang rộng quá em không đổi nha. Em nói trước nha. Hàng hot đi thì như thế này thôi. Rồi chị nào lấy kem lên kem nhìn Nguyên. Comment kem nhé. 3 con kem thôi. Ba con kem thôi, chị nào lấy kem lên kem, ba chút đau rồi. Đưa đây in cho nè. Kem chút chai rồi. Tâm Như Văn, tới ai đó. Bên này lại không thấy Tâm Như Văn. Rồi, chốt nè, cho chị Xuân Bình cái. Xuân Bình. Cho chị Mây Cô Trần cái. Rồi, hết kem. Cho chị Mây Cô Trần, rồi đen cho Nguyên đó. Không có nhỏ chị ơi. Đen. Đen có ba em màu đen. Ba kiểu chữ khác nhau bốc đại nhé. Cái điện thoại.
đen cho Nguyên nhé, có ba con màu đen, chị nào lấy đen lên đen cho Nguyên nhé, đúng ba đen hết kem rồi chị ơi. Dạ đang gọi đó chị, đen cho Mai Hạnh có chừa rồi nhá. Chị Lam Yên không có một kem đâu chị ơi, có một cái con màu hồng thôi. Đen cho chị hồng xương nè, đây là rút bia sao bia ra, đen hồng xương nè, đen Mai Hạnh ơi em có rồi nha, chừa hồi tối có chừa rồi cho chị Quỳnh Như nè, chị Trúc Linh Lê là hết đen nè. Hồi tối có chừa cho em rồi đó Mai Hạnh ơi. Rồi xanh đen này có cái bóc bỏ lên cho ta đi. Xanh đen này có một đó. Chị nào lấy xanh đen comment xanh đen cho Nguyên là ok, có cái đó đẹp lắm. Hết đen rồi. Không thấy gì Cẩm Thi Hồ chị, lên sao rồi. Lên sao rồi. Rồi chị nào lấy cái này. Hay là em lên luôn cái loại 79 can có ít. Tại vì em ưa là để mai, ngày mai về 500 cái nữa thì lên luôn. Linh thì Hemia nãy được một cái rồi nha. U là trời ơi, màu xanh đen. Xanh đen cho chị Phương Nguyễn nào đây ta. Phương Nguyễn nào đây ta. Chị Phương Nguyễn ơi, lên địa chỉ, lên số điện thoại. Đây này, xanh đen kiểu khác. Này khác. Chị ơi, chị lên Phương Nguyễn lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn cho like cho em với chị ơi. Đẹp lắm luôn á. Nhanh tay nha. Rồi, chốt mã này lên mã nâu. Comment nâu cho Nguyên nhé. Có 4 con màu nâu thôi. Bỏ riêng qua bên, đợi chị lên thông tin đã. Rồi nâu cho em nhé, đẹp lắm. Giá xanh đen hết rồi. Này. Nào. Phương nào. Nguyễn lên số điện thoại nha. Comment nâu cho Nguyên nhé. Chị nào lấy nâu comment nâu. Comment nâu nhé. Linh Thùy 20A được một cái rồi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Ok. Nhắn thì sao? Sao? Đem máy tính vô trong bây giờ. Đem máy tính. Tự nhiên em đang live hot đi lại bảo em láo thun chị. Ngày nào em không láo thun. Không có sai gì ơi. Không có sai nha, lưu ý cho em là không có sai. Chị Tâm Như Văn ừ. Chị Tâm Như Văn ơi, lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho Như em Văn, đi lên rồi. Nào chút nào đi, sợ có mấy con nào đi nè. Ừ, dục nè. Nào có mấy con nào nè. Nào cho Thúy Cường. Nào cho Thu Hà. Nào cho Lam Yên. Đâu, đi qua đây sao. Đi qua đây sao. Rồi theo này em có 1 táo. Theo này có 1 táo. Chị nào lấy theo nào comment cho theo cho Hoa Nguyên Thị Tiên hết nào nha. Comment theo dùng Nguyên nha, dễ mà nói. Ai lấy theo comment theo nhé. Xong lên lên Nam luôn nha. Xong lên lên Nam luôn. Rồi chị nào lấy theo lên theo, đẹp lắm. Hết nào rồi nha. Theo này có 1 cá lên. Chị nói theo con này thì bị lỗi xíu rồi. Con này bị lỗi xíu rồi. Con này em sale đi chị, mình về đạp dùng nha. Con này đang rất là đẹp luôn nha, con này đang rất là đẹp nhưng mà bị xúc chỉ rồi nè. Con này bị xúc chỉ xíu rồi. Con này em đi luôn chị, mình làm một một năm đi chị, mình con này đang rất là đẹp. Không chị, mình lên mã lỗi cho Nguyên một năm cho Nguyên nhé nha. Lên mã lỗi cho Nguyên, con này bị lỗi xíu rồi. Lên mã một năm dùng Nguyên đi dạo mình ơi. Lên mã lỗi một năm lỗi nhé. Cho Linh thì hai mươi a. Lên mã lỗi một năm dùng Nguyên đi dạo mình ơi. Chị nào lấy lỗi comment lỗi cho Nguyên là được. 100 lên vô tắt, lên vô trong trong phòng đi sao. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này. Rồi nè, màu đậm. Ê chị Nguyên có chưa cho em chưa? Cái tờ màu đậm đẹp lắm. Chúc lên đậm cho Nguyên nhé. Comment đậm đẹp lắm nha. Chị nào lấy đậm lên đậm, mà lỗi em biết rồi. Rồi lấy mã đậm cho Nguyên là được. Ai lấy đậm comment đậm nhé. Rồi hai cái màu nâu nữa lấy. Hai cái màu nâu nữa lấy. Đậm đậm. Đậm đó. Cho Phương Thi. Đậm nè. U là trời. Màu bò. Đây đây có rồi. Lên bò cho em nha chị ơi. Nha màu bò, còn hai cái màu bò 40-62 vô tưới, không có sai gì ở thằng không sai nhé. Rồi cho Nguyên màu bò, chị nào lấy bò chút bò đẹp lắm. Chị Nguyên khiêm thảo sao đấy, không chốt được hay sao mà cứ alo biết đi. Heo à, có gì đâu. Chị Nguyễn Kim Thảo có comment gì đâu. Màu màu bò nhá, bò này sao. Màu bò nha. Bò cho Linh Thùy Hemia. Cho chị Linh Thùy nè. Cho chị Diên Lê. Cho chị Diên Lê nữa là hết bò. Mấy con đó chị, 20 con rồi, con sát 20 con rồi. Có thể cho em mua đó được.
Đưa đi lên, bắt được cái lòng nào nè. Thôi đừng máy coi, cho em lên luôn nắp luôn ấy. Sao lên lên nam nha. Em nói tối nay cái áo giữ nhiệt bán xịn lắm. Cái dòng này nè, cái dòng này em nói là cao cấp lắm. Thái Phan Thanh rồi nha. Đã lắm luôn. Hết rồi, hết bờ rồi. Mà con này thì bao ấm. Chị đi tắt. Chị Nga chứ không coi like này. Chị Nga, nhắn chị Nga ấy. À, Phương, 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 nhắn chị Nga ấy. Nga hồi tối giữ họ mà thôi. Con này dòng lót nhung thì sao không? Lót nhung ấm quá. 135 chị ơi, 135. Thái chị Phan Thanh chị. Rồi. Ý là chị đang hỏi dài tay nhưng mà màu em đang mang hết rồi. Được. Cái hồi nãy chị để ra em biết đâu. Tắm như vang hình như được 2 cái xanh rồi đen đó. Em còn cá chị nào lấy xanh đen. Xanh đen đó, thằng bán cũng là mai đó, mai đó. Xanh đen còn cá chị nào lấy xanh đen lên xanh đen nhé. Chút linh lê cũng được 1 cái rồi nha. Xanh đen có 3 cái. Chị nào lấy xanh đen cầm bên xanh đen được 3 này vậy mình ơi. Đẹp lắm. Nha hết hàng luôn rồi đó. Đẹp hàng. Xanh đen cho chị Vũ Xuân. Xanh đen cho Vũ Xuân. Cho chị Trần Ngân. Rồi còn một cái xanh đen, chị nào lấy xanh đen chút xanh đen. Xanh đen cho chị Phan Hiền hết xanh đen. Rồi xanh nhà. Nha 135 cho xanh nhà. Con này xong xíu nữa mua quần mèo lông nữa là quá là ok. Màu Nguyên đang mang hết rồi chị ơi. 135.000 con này nhé. Hết rồi lên mã xanh cốm cho Nguyên là được, đẹp quá. Chị mình nhìn cái mũ hắn này, cốm quắc đại con mang đi Phương, cái này về quê mang sướng này, là mang cái quần lót là quần legging nữa là ok luôn. Chị nào lấy cái này lên rồi nha. Xanh cốm, comment mã xanh cốm dùng em nhé. 135 cốm có 2 con. Áo xám đằng sau lên chưa hả? Chưa, xíu nữa em lên cho em xíu xíu. Rồi chị nào lấy xanh cốm comment xanh cốm cho Xuân Bình, có 2 con xanh cốm, Trang Trần. Có 2 con xanh cốm rồi cho em hào luôn nha. Bốn cá, 1, 2, 3 bốn cá. Bốn cá này này. Lên màu trời ơi chị em mình nhìn cái gái vải này. Cái này cốm rồi nha. Lên trong nguyên mã số 4 dùng em nhé, đẹp lắm. Chị em mình thử này đi. Quần lót riêng em chưa. Cái này có bốn cá thôi, chị nào lấy mã số 4 comment mã số 4 dùng em nhé, đẹp. Xanh cốm em hết rồi. Rồi lên mã số 4 dùng em nhé. Chút không được. Lên gì á? Tại vì ít quá chị ơi. Tại vì có ít quá. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số 4. Số 4 cho Liên Nghĩa, số 4 cho Vũ Xuân. Cho chị Vũ Xuân. Cho chị Hằng Nga. Cho chị Trúc Linh Lê hết. Trúc Linh Lê hết. Xịn đẹp. Trúc Linh Lê hết. Rồi đen cho Nguyên có 2. Hết đó vậy. Rồi đen cho Nguyên có 2. Chị nào lấy đen comment đen hết mã số 4 cho chị ơi. Rồi lấy mã đen cho Nguyên hết. Có 2 con đen thôi. Đen nhé, chị nào lấy đen comment đen, đẹp lắm đúng. Comment đen cho Nguyên nhé, chị nào lấy đen chút đen đẹp. 135.000 con này nha chị ơi. Rồi chị nào lấy đen comment xong cái này em lên lên nam mà em nói chị nào chưa săn được lên nam cho chồng một cho con hết nha. Thì tranh thủ chốt luôn. Dạ hàng này hàng một sai chị. Hot đi ít nào có sai lắm. Hot đi là dù đang từ được 2 hàng rẻ hàng đắt thì cũng có sai hết. 135.000 em đảm bảo dòng này chị em đi shop là đầu 200. Đầu 200 nha. Rồi chị nào lấy đen comment đen cho Nguyên nhé, có 2 đen. Chị nào lấy đen em đi luôn chị, em chỉ có lầm 135.000 thôi. Mua thử cái dòng này đi chị, em mà đẹp lắm luôn. 135.000 em này em còn cá. Chị nào lấy kem chút kem có con cá à. Đen cho Nguyên đổ hết kem. Đen nha. Kem em còn con cá. Chị nào lấy kem chút kem, cái màu nào cũng đẹp thôi kìa. Đàn dạng lắc lông đó. Lắc nhung à, khá chịu nhiệt. Giống nhau hết. Đen thấy là Thương Nguyễn có rồi nha. Thương Nguyễn và Nguyên đổ đen. Lên nam có cổ tim rồi. Kem cho Nguyên nhé. Rồi màu gì màu này. Cái này chụp lại em cho Ngọc. Ngọc Ngô Phương Trinh lên địa chỉ số điện thoại nha. Chụp lại cái này hàng đắt. Chị chụp lại luôn giùm em cái nào nãy giờ hai con lỗi trơn. Hai con này bị lỗi này, bị lủng bao này. Bị lủng bao này. Ngô Phương Trinh lên địa chỉ số điện thoại nha. Kem cho Ngô Phương Trinh. Lên mã số 3 cho Nguyên. Màu nào cũng đẹp hết rồi đó. À, còn hai con nữa là hết mã này rồi. Rồi hết nha. Mã số 3 dùm Nguyên này giảm một nữa. Chị nào lấy mã 3 comment mã 3 cho Nguyên có 3 con thôi. Em lên chị em lên nam còn hết đi. Xíu nữa em sẽ đi dòng xe đi em nhận hết. Lấy mã 3 đi chị em nha. Hay là để hết đi 79.000 tối mai like. Tối mai like thì tối mai lên luôn một thể luôn. Số 3 cho Lê Phạm Bích Hằng. Lên chứ, em up lên là em sẽ lên lên chứ. Rồi số 3 cho Duyên Lê và Út Hàm hết số 3. Đây em đang đi nè. Rồi màu nâu. Có 2 nâu nữa là hết. Có 2 nâu nữa là hết. Chị nào lấy nâu comment nâu cho Nguyên nha.
Em nói trời này chỉ có con này là mang sướng nhất thôi. Thiệt. Mang đi chơi đi đồ mang con này sướng nhất thôi. Rồi chị nào lấy cái nào lên nâu. Cho bé mà chị em mình mua về cho con lớn cũng được. Nó đi học. Nó dặn khoác ở ngồi này nó rất là ưng. Rồi cho nguyên con này màu màu đậm nữa luôn hết. Màu nâu. Màu nâu nhé. Chị nào cho ba hái trời nha. Chị nào lấy nâu chút nâu có hai con màu nâu. Cho chị Mai Thanh Hải ăn cái này. Nâu cho Mai Thanh Hải. Rồi còn một cái nâu nữa là em lấy. Mai Thanh Hải cho chị Hải Hồ nữa lấy. Hải Hồ. Hải Hồ nữa lấy. Rồi cho lên nữa. Lên lên nam nha chị em mình ơi. Đẹp cực kỳ. Hải này chị sát tay rồi nãy chừng. Hải hàng qua dùm em cái. Ê thế còn con màu này. Con màu này chị cho chứ. Hết hết mã này nha chị em mình ơi. Giờ em lên chị em mình lên nam. Một thêm mơ đó mấy. Live HD 79 mua với Nguyên. Nãy giờ không chốt được à. Em tính là mai có thêm 500 con thì là em lên thử thôi, cứ tạm được từng nào lên cân đó nhé. Không có hết đi nha. Thì em đi trước kìa, em mình lên xong đi hết đi sau nhé. Nha. Con này sao chị? Trời con ơi. Một cái hãy. Em nói nè. Thanh Thanh lên chậm quá. Em nói nè, em quay cam lại cho chị em xem nhìn cận cái chất giùm em nhé. Không được cái nào hả chị? Không được cái nào luôn hả? Đây. Em quay cận, em quay cam ngược lại cho chị em xem nhìn cận cái chất cho nó. Đây nhìn hàng cho Nguyên. Đây nhìn hàng cho Nguyên. 80 kg vừa không kìa. Không. Trời mệt ghê luôn nhé. Mệt ghê chị hỏi trước đã chị ơi. Bao nhiêu người chốt không có chị ơi. Rất là nhiều người chốt màu nâu không có luôn á. Cho chị Hà Bích Thuận. Cho chị Hà Bích Thuận. Đây chị ơi mình nhìn hàng cho Nguyên này. Nhìn cái len của hắn này. Nhìn nè. Đây là dòng hàng hãng xịn sò nhé. 200 nhầm 530 nghìn. Đây chị em mình nhìn nè, 530 một cái. Đấy, giờ em lên chị em mình. Cái này là đợt cuối công ty trả về 200 mấy con nha. Cái này đang, hồi nãy chị nói sai gì chị? Mờ cái này 2X. Mờ cho 5557, 2X có đúng một cái. 2X là chốt đến 70. 6870 bỏ luôn cho Nguyễn Thị Ngọc Bích. 70kg á. Ai, cái gì? Con cá Nguyễn Thị Ngọc Bích. Con cá á. Rồi còn toàn bộ là xây mờ. Chiến cuối rồi nha. Đâu? Không, cái tại cái này khác rồi. Còn xây mờ thôi. Bao nhiêu đây? Còn mỗi xây mờ nhé, 101.000. Còn xây mờ thôi. Rồi nhá, còn xây mờ thôi, tầm 57 đổ về là giảm cho ok, không có 80 đâu chị, không có 80kg. Chị hỏi chị ơi, em nói nè, không có xây 7, giờ còn mỗi xây mờ thôi. Còn mỗi xây mờ em hỏi này, em nói này. Được. Được. Em nói nè, cứ tầm khoảng dưới 60 là được. Lên vô khăm. Xây mờ thôi chị, dưới 60 thôi. Em nói này, chị nào mà đang còn lan tăng á thì là hỏi cái số, hỏi số ký trước hoặc là hỏi hàng trước Trường Nguyên không? Rồi đã chốt Trường Nguyên nha. Đó chứ không mất công là người chốt không được á. Rồi chị nào lấy cái này lên Trường Nguyên. Lê. Em nói là đợt cuối rồi. Cái này màu này đang không có 70 ký, sẽ có màu khác chị. Mình săn cho chồng, mình săn cho con, hàng lên hãng cho Nguyên nhá. Hôm bữa nhiều chị đặt không có hàng, chị Binh Lê luôn xây mờ nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Mờ cho Nguyên là được. Không có size L màu này đâu, không có size L. Chị nào lấy cái này lên mã mờ xám cho Nguyên là ok. 101 một con, rẻ hơn lên chợ. Hình thì Hương lấy địa chỉ nha. Em đảm bảo luôn, khách nhà em toàn mua mấy con hết. Không nghĩ ra được cái giá này luôn ấy. Chưa chị ơi. Hái qua. Mã con này thì rồi giờ nóng. Nóng mang con này giờ nóng. Rồi cho cái cọc lẻ này nè. Lấy về cái 13 mời cái rồi đang bán được vương. Mất tìm cái nữa không? Một số 12 cái, 13 nghe dở ghê luôn. Lệ Xuân Trầm. Thiệt cái chứ. Cái này con cá này dẻo mà nói. Cổ V nè. Chúc Linh Lê. VXL cho Nguyên là được. Thị Tuyền Nguyễn. Comment mã VXL cho Nguyên là ok. Chị nào lấy VXL áo thun nam à? Không, giờ tối nó không chị ơi. Thị Nguyễn lên địa chỉ nha. Rồi lên mã V size XL giúp Nguyên nghe dạ mà nói. Chị nào lấy VXL nha. Chốt mã V size XL dùng Nguyên là được. Ai lấy mã V, comment mã V và size này là size XL nha. Kiều Thanh. Size XL nha, VXL nè. VXL chị Ly Phạm. Đang VXL chị Ly Phạm bỏ riêng cái nó ra để không lộn kìa. V vàng mờ, trời ơi cái màu. Vàng mờ. Body anh chồng chuẩn lắm à. Vàng mờ size 55 57. Anh nam nào body mang thích mang body 60 vẫn ok. Rồi chốt tầm 55 57.
toàn bộ nói cái này toàn bộ là Thiều Thanh có áo nam sẽ rồi nha. Sẽ mang body nha, len này mang body mới đẹp chứ mang thủng ra không đẹp, hấp đi còn chị. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn vàng, xây mượn cái này mình mang đẹp này vậy mà luôn. Dài tay cho bác, dạ có, cái này cho chị anh Hồng Trần. Anh Hồng Trần, gặt nắng hết nè. Gặt nắng, khách nhà Nguyên Mai. Tại vì kêu mà ông con ấy, khách hỏi, ông bảo 101 tỷ về, vì giờ ở này nè. 500 mấy chục nghìn, 400 mấy chục nghìn. Vàng hết rồi, màu bò này có một cái xây mượn luôn. Mua chi cho chồng cái áo đắt tiền kia đó à. Rồi cho Nguyên con này nhá. Màu bò. Màu bò nha chị ơi, màu vàng hết rồi. Màu bò xây mờ. Bò cho Nguyễn Thị Ngọc Bích. Màu đô xây 62 cho xây L. Đô 62 cho xây L. Nè chị nào lấy đô comment đô xây 62 ký cho xây L còn rất là ít nha dạ mình ơi. Màu đỏ đô nha. Màu đỏ đô nha chị em mình ơi. Cái này chín cuối rồi, áo đang mang xíu này em sẽ chuyển qua màu khác. Chứ giờ không còn cái nào hết. Rồi lên mã đô nha. Chị nào lấy đô comment mã đô. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô. Không không. Hết rồi con cá. Hết đỏ rồi nha. V xanh này có xây M với xây L. V xanh này hiện có xây M và xây L nhá. V xanh. Chị ơi em không đổi qua đổi lại đâu chị. Ừ không to mới sướng chứ. Đang cần xây to mà. Trời con áo nó đẹp xuất sắc luôn. Trời cái này em có hai con thôi. V xanh cho Trang Long. L à. Sai gì á, hai sai mà. Xây L à, rồi còn xây M nhá. Xây L thôi nha. Còn xây M nhá. Tầm 57 độ về là ok. V xanh còn xây M. 57 60 được nè. Cho chị Yến Hà Hồ luôn nè. Yến Hà Hồ. Yến Hà Hồ. Màu xanh lạ này có một cái như vậy mà nói. Xanh lạ này có đúng cái xây M nhá. Chị em mình giờ mà mạng chậm là chịu luôn á, tại vì giờ hết hàng luôn rồi đó, không có hàng về nữa nha. Thế này từng này con nữa thôi nhá. Rồi chị nào lấy cái này con cá xây mờ đẹp cực kỳ luôn chị em mình nhìn lên là thái đủ cái hàng xịn nó 101 thôi chị nè. Thấp camera xuống xíu nữa hả, thả cái cam xuống xíu nữa sao. Rồi, ok rồi chị nào lấy cái này lên mà trồng vào chỉ hả, lạ xây mờ cho Trinh Trinh nè. Ok được chưa, ổn chưa, ổn rồi đúng không, nhìn được rồi đúng không. Rồi chị nào lấy cái này mã số 1. Mã số 1 con cá nó dơ lên cho màu thì vậy mình xây L xây 60 62. Lấy mã số 1 chung là được xây 62. Thứ con cái hàng này hàng công ty nó không có đều. 500 mấy chục nghìn nha. Rồi 500 mấy chục nghìn. Rồi lấy mã số 1 chung. 40kg lấy cái size nhỏ nhất chị ơi. Mình lấy cái size nhỏ nhất là ok. Lấy mã số 1. Size này là size 1 nè. Số 1 nè. Cái mã nó số 1 đấy sao. Mã nó số 1 đấy. Số 1 cho hoa hồng xanh phan. Cái này mã số 2 cũng size M luôn. Mã số 2 cũng size M. Đẹp lắm nhưng mà thôi giờ chịu khó với giờ làm sao về thứ con cái. Rồi lấy mã số 2. Sang hàng xịn, hàng rẻ, hàng đẹp. Rồi chị nào lấy cái này lấy mã số 2 con cá CM luôn. Số 2 CM nha. CM là dưới 60 thôi vậy mà. Tầm 57kg đổ về chốt đẹp. Còn 63 chị lấy luôn mà bụng bự lấy luôn size L. Còn mang body được thì lấy là 60kg. Số 2 cho Hồng Thủy. Rồi chị nào lấy cái này lên em nói em đọc. Ui kéo này còn có một cái à. CM luôn. Kéo nè. Xịn. Dòng kéo này tới 595.000 hết rồi nha. Con kéo này tới 595.000 lận vậy mà thôi. Riêng con kéo này tới 595.000 lận. Rồi chị nào lấy kéo chút kéo cho Nguyên có một nè. Xây mờ mất rồi. 57. Anh Nam nào gọn lấy 60 body được lấy 60. Hai trời. Lên mã kéo mờ dùm Nguyên. Kéo mờ. Chị nào lấy kéo mờ toàn thứ này có con cái thôi chị mà thôi. Kéo mờ nha. Sao toàn xây mờ trời, xám xây mờ. Xám mờ luôn, cái này chị mình mua cho con trai lớn được. Mua cho chồng, mua cho con trai lớn đều ok hết nè. Kéo hết rồi nha. Lên mã xám M 57. 57. Anh Nam nào mang ôm body được là lên 60 nha. Hết kéo M rồi. Rồi lên mã xám M. Xám M, xám M. Bỏ con nào qua cho em lên tiếp đây chị. Cho em mã sọc nữa kìa. Mã sọc có nhiều size kìa. Sọc, sọc bò cho em đi. Cho em sọc bò cho có nhiều size kìa. Sọc bò đẹp mà có nhiều size. Hết xám M rồi nha. Bước cho em cái trước đây để chị kiểm tra size giùm em cái. M, L, XL, 2XL. Ủa có 2X tới 70kg. Con này tới 70kg luôn nè chị em mình ơi. Hết 6M rồi. Lên mã sọc bò nhá. Sọc bò đến 70kg luôn. Comment mã sọc bò đến 70kg. Em đi 101 chị, đẹp lắm. Em thiệt sọc bò xanh L. Sọc bò kèm size nhá. Cho hoa hồng xanh phan. Rồi lên mã sọc bò kèm size. Nếu không biết mang size gì thì lên cho em cái số ký. Bữa nay răng chốt khó kinh nào. Tại vì X của em kìa. Hàng X quá. Sọc bò size 2X cho Phương Nguyễn.
hai thấy rồi. Còn hai cái kim thuyền này. Mờ cho sang sang chị. Mờ cho sang sang. Kim thuyền. L cho anh Hồng Trần. Dùng đây. Bò hết 2x nha chị ơi. Bò 1x cho chị Anna Lê. Á mai em like rồi chị Anna Lê. Sao XL còn không? Còn. Cho chị Chi Phạm. Chi Phạm. XL nữa còn nữa không? Còn. Trần Thị Thu Hiền. Hết thì Bảo Yến hết size rồi. Còn 1x không? Còn. Cho chị Huỳnh Phương. Không có cặp em không chốt nhé. Nhận được áo len rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Vũ Sa nhé. Ừ. Size L cho chị Trâm Lê. L chị Trâm Lê. Chị Trần Thị Thu Hiền có rồi. Lấy size L luôn chị Trang Minh đi cho thông thả. Hết size to, hết size 70 rồi chị. Size L cho chị Nguyệt Phạm. L Nguyệt Phạm. Rồi ok chị nào lấy sọc bò chút sọc bò. XL cho chị Cẩm Hà Đinh. Tại vì có ít nên là khó chốt. Thứ có ít ít quá. Size 70 hết rồi cô Hương ơi. Còn size chị size XL có không? Có. Size XL. Size XL cho chị Cường Bùi. Cho chị Cường Bùi. Bên này có đọc like không chị? Em chốt từ nãy giờ. Là sao? Đâu có thấy chị đâu. Chị ăn comment sao chứ có thấy gì đâu. Chị ơi, thông cảm là thứ con cái size M chị Hà Hương Hoàng Nguyễn. Là thứ con cái á. Chị ơi lên size cho em. À, đi nữ còn xả xíu nữa em lên chị em 79.000 nha. Là 79.000. Rồi chị nào lấy cái này. Không biết á chị, đọc tên là có chứ giờ chịu luôn ấy. Giờ chịu luôn, đẹp cực kỳ luôn. Size XL còn không chị? Không. Hai cái không? Không. Cho chị Lam Yên hai cái. Cho chị Lam Yên hai cái. Rồi ok chị nào lấy cái này. Lấy size M cho chị Nga Nga. Mở chị Nga Nga. Rồi ok chị nào chưa có sọc bò lên sọc bò nhé. Sọc bò. Còn size M, size L, size XL thôi đúng không? Còn M, L, XL. Trang tiếp 175 hả? Chờ chút đơn rồi. Phải chút trên like từ từ. Thấy chị Phương Đinh mà tại vì những cái này có ít quá thì. Bữa chốt thiếu chị cái áo Linh. Còn áo Linh, Linh Nam có. Linh Nam em có. Rồi chị nào lấy sọc bò, comment sọc bò cho nghe được. Nghe máy của chị Duyên, chị Võ Sù Quân chưa có. Đưa cái máy của chị Duyên đó. Cho chị Thanh Anna. Sao XL. Sao XL. Này à. XL chị Kim Anh Nguyễn luôn. XL chị Kim Anh Nguyễn luôn. Có X này chị em mình tranh thủ màu nào cũng được phát vài cái đi. Em thì với cái giá mà cái lay này nó vừa phải. Chị ơi chị Trà Bảo Linh Đà Linh Đoàn ơi lên địa chỉ luôn trên lay. HD 2 mũ dạ xíu em lên HD 2 mũ. Nhưng mà em đang tính á, là mai về thêm 500 cái. Cả nó 500 cái thì em lên luôn cho nó gọn. Cho nó khỏe. Chứ giờ có ít. Nên em gọi chút đơn qua. Thôi duyên rồi. Rêu này có hai cái. Chắc của nó vừa phải không quá dài nha. Nên là rất là dễ mang. Nè chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên về chị em hơi chết cốt ra bản giá nó còn nguyên cái này nè. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên reo này có hai cái là một cái size L cái size XL XL tới 68 chị ơi lên số điện thoại luôn trên like cho em nhé. Ui màu reo này đẹp quá này một cái size L chịu chị ơi em không kiểm tra được bao nhiêu cái thôi em quay cái đóng hàng giờ chịu luôn á reo kèm size 101 chị ơi 101 đẹp cực kỳ. Nãy giờ có được chưa có cái nào đẹp cực kỳ luôn. Rồi cho L cho Hồng Thủy. Đây hai size L với XL đó. Rồi XL cho Kim Thuyền. Mã sọc này đài sang chị. Lên mã sọc đen cho nguyên kèm size ML XL nhá. 45 đổ lên á. 70 kg đổ về, 72 kg cũng mong trang được. Nha. Reo em hết rồi. Reo em hết rồi nha. Trời ơi. Sọc đen cho nguyên nha. 5-30. Trời về đừng sọc có nói. Sọc cho Nguyễn Loan. Về đừng có nói em mua con áo này 101 nha. Dạ chốt theo mấy chủ quá chị ơi. 2X à, sọc phong 70kg là 2X. 2X cho Bảo Yến. Còn hãy cho. Hết 2X. Lấy L cho Missing You. L cho Missing You. XL cho chị Phương Nguyễn Bình Định. Phương Nguyễn Bình Định. Lấy XL chị Kim Thuyền. XL chị Kim Thuyền. Còn size M ha. Missing You 60kg là. Sao lấy size L được cho thông thả. Có size to thì cho chị Hoa Sử Vuông size M này. Hoa Sử Vuông size M. Còn size M thôi. Cho chị Nga Nga nữa là hết. Cái gì Hoa chị? Hoa Sử Vuông. Còn size M thôi chị. Hoa Sử Vuông. Cho chị Nga Nga. Rồi còn hai cái size M. Cái này là chuyến cuối về hàng như vậy mà nói đẹp.
đẹp lắm luôn. Rồi cho em mở cái cho chị. Sọc đen có rồi, mã này size sao? Đẹp sao? Xanh đen đài size. Sọc size XL hết rồi chị. Chị nào mà mạng khỏe chút, tại vì cái này size to nó ít lắm. Size to nó rất rất là ít. Này chị em mình nhìn hàng này chị em mình ơi. Rồi xanh đen giúp Nguyên nhé. ML, XL, 2XL, 45 độ lên. Chị ơi, chốt đúng mã cho em. Nếu như mà 62kg là lấy CL là không thể nhé. Chị lên sao chị? Sao tốt là 2XL à? 68XL cũng được. XL. Em chốt nè, tầm 57 độ về là lấy size M, ôm body được là lên size đến 60kg. Size L tầm khoảng 62, XL tầm khoảng 65, 67 nha. 2X là tầm 70, 72. XXL. Xanh đen XL cho Phạm Thu Hà. Size L cho chị Trang Long. 2X có chưa? 2X cho chị Quỳnh Như. Hết 2X. Còn size gì đó? Còn size M với lại L. Còn M, L à? L cho chị Xuân Thúy. Còn xây M đó, M cho chị Nguyễn Trinh. M cho chị Nguyễn Trinh. M chị Nguyễn Trinh này chị. L còn à? L cho chị Thôn Trình. L chị Thôn Trình. Còn xây chi đó chị? M. Còn xây M thôi cho chị Ngọc. Ngọc Văn Huỳnh. Cho chị Ngọc Văn Huỳnh. Ừ. Xuân Thúy lấy L. Cho chị Ngọc Văn Huỳnh. Rồi. Cho chị Xuân Thúy không có XL không có nhé. Còn 2 cái M. Còn 2 cái M, có size L à? Size L gì Lưu Bảo Lan đi. Chị Xuân Thúy không có nha. Còn 2 cái size M chị Hồng Thủy. Size M chị Nguyễn Thủy nó lấy. Hồng Thủy, Nguyễn Thủy nó lấy kìa. Hồng Thủy, Nguyễn Thủy. Dục anh nói anh đi với chị. Anh Nguyễn Thủy. Rồi, còn ai chi đó chị? Sọc này có mấy cái nè, sọc đồ đậm đậm mấy cái nè. Đưa cho em luôn, mấy cái thì cho em lên. Cái tầm khoảng 3 cái thì dơ lên cho em luôn, khỏi cần bóp. Giờ luôn cho em đi. MLXL hả? 65 gọn lên số 8. Cho màu màu nâu nâu nè. Lên mã sọc nâu này có 3 con MLXL lên nâu dùng nguyên nhé. 65 68 độ về nha chị mà nói. Xanh đen em hết luôn chị ơi. Rồi lên nâu dùng nguyên nhé, đẹp cực kỳ luôn. Nâu nha chị mà lên mã nâu dùng nguyên nhé. Em đang đi 101 chứ mấy. Yên tâm giá luôn hàng này. Em nói Vivo cái hàng này về có sẵn xe không đi rẻ mà được 150 nghìn. À, chốt quần mèo cũng được. Không, nhưng quần mèo mày bán lộn giá rồi. Nào ít lời cho Lê Phạm Bích Hàng. Bây giờ đi y giá nhập luôn. Nào mời cho Út Thăm. Nào lời cho Thôn Trình hết. Hết nâu nha. Rồi cho em màu khác đó chị. Sọc xanh vậy, sọc xanh cho em. Sọc xanh. ML 2X. ML với 2X cho mã sọc xanh. Em thấy chị Ni đây gì nhảy mất kia. ML với 2X cho mã sọc xanh nha. Đây. Thiệt ưa chạy hàng hãng đồ á. Nhưng mà giá rẻ hơn chợ. Ưa hàng hãng mà rẻ hơn giá hàng chợ. Nào hết rồi nha. Bộ bé em chưa lên. Á đang mang hết rồi. Sọc xanh ML 2X à. Sọc xanh này ML 2X. M tầm 57 năm nào gọn lên 60 mang ôm body được lên 60 nhé. Sọc xanh L. 2L cho. Sọc xanh L cho Tiết Anh Hình, Tiết Hình Anh Thị. Tiết Hình Thị Anh. 2X cho Thoa Trần Ánh. Hết 2X. M cho chị Trần Thảo. Hết M. Hết. Còn cái nam đó. Còn M thôi chị em mà nói. Còn M thôi nhé. Đây, M đây. Còn M đây. M cho chị Lam Uyên. Còn M thôi. Còn M với L. Thiệt là những chị nào size to ít hàng quá. 2X ít quá luôn á. Còn M với L. Còn M với L à? L nè. L cho Trang Minh. L chị Trang Minh. M cho Sang Sang. M còn nữa không? Còn. M cho chị Thị Hương Hồ. Còn sao gì đó? L, M. Còn cả L cả M luôn đúng không? M, L. L cho chị Bùi Mỹ Hiền. M cho chị Thị Huệ Nguyễn. Nha. Chị Lê Mừng bảo 2X màu gì cũng được. Bùi Mỹ Hiền à. Ừ. 2X màu gì cũng được con. Có một cái. Mời dạ. Màu bảo ok cho chị Lê Mừng. Mời cho chị Thị Nguyễn Huệ. Còn size M đâu? Hết rồi. Còn L đâu? Có. Cho chị Phan Thị Thanh Hảo. Phan Thị Kim Hảo rồi. Phan Thị Thanh Hảo.
XL còn màu khác. Trời ơi, chốt mặn XXX cũng mệt ghê lắm. Màu đô này chị, màu đô cũng đẹp nè. Đi đang không à. Rồi cho nguyên màu đô nhé. Chị nào lấy đô chút đô dùng nguyên. Từ từ chờ một xíu. Rồi lên màu đô dùng nguyên nhé dễ mình ơi. Rồi chút đô dùng nguyên nhé. Đẹp rẻ, em nói đi chạy hàng hãng cho dạ mình giá rất là sướng luôn á. Quá là sướng con này luôn. Nghĩ làm sao con này đi trẻ 101 thôi. U là trời ơi. Màu đô không sai đang chị. Mà là hả? Mà là XL hả? CL. Cái 2L. 1XL. Đô này hai cái CL, một cái size XL vậy mà nói. Rồi lên màu đô nhá, hai cái CL, một cái size XL, đẹp cực kỳ. Chút từ đầu like giờ không được cái gì luôn mà trời ơi, chán ghê thiệt. Áo em mặc còn kiểu khác. Áo bé em lên giờ chờ em xíu xíu. Rồi chị nào lấy cái này? Đô size XL Kim Anh Nguyễn. XL cho Kim Anh Nguyễn. Kim Anh Nguyễn. Rồi chị nào lấy cái này đô còn size L cho chị Nguyệt Phạm. Còn đô size L thôi vậy ạ. Còn đô size L thôi nhá. Chị nào lấy đô size L còn lên đô size L còn có mấy con thôi. Đô size L nha. Chút mã đô L cho Nguyên là được, đẹp cực kỳ. Đô không có size M nha. Đô không có size M rồi tiếp màu đi chị ơi. Tiếp màu nhanh. Size L cho chị Triều Thanh. Triều Thanh. Rồi màu nu. Nu còn size nhỏ nhiều. ML. Hai size M size L. Hai size M size L. Chị có vác được cái phao nữ nào không? Hai cái size M, cái size L. Đẹp. Nha, hai cái size M, để cái size L. Lấy mừng chưa nha. Chị nào lấy cái này. Ê mà sao lấy cái này không lấy cho Vinh cái size này. À, lấy mừng có cá rồi nha. Màu này lấy cho Vinh được. Đấy. Vinh nè. Ừ. Được, Vinh được, hắn 50 mấy ký lấy này cho cái này. Màu nu để cho cái này cho chị bốn nha, chị bốn. Size lớn ít quá chị ơi. Rồi nu size M. Đây size M thì Trúc Mai, size L chấm xinh viên. Rồi cho em màu tiếp đi chị. Sọc xanh này còn hai cái size gì đây cho em lên luôn nè. Sọc xanh này còn hai cái size gì đó. Em đi bomber bé gái hả chị? Không có bomber bé gái chị ơi. Ôi là buồn ghê á. Hai cái sọc xanh size L. Em đi 101. Em đi 101 nhá. Hai cái sọc xanh size L. Chị nào lấy sọc xanh size L chốt này có hai con thôi. Nhá giá 101 thôi. Đỏ đô hình như sang sang không có em ơi. Rồi chị nào lấy sọc xanh size gì? Size L. 62 đổ về. Đẹp mà nhỏ không thì bùng. Không thì thực sự hàng công ty đến sale thì là có cái gì mình lấy cái đó thôi chứ mình không được lọc màu. Không được lọc sai. Nha, không được lọc màu, không được lọc sai sọc cho xanh chị. CL. Phạm Thị Thanh Huyền. Không còn đó Phạm chị Thanh Trần Huyền Phượng á. À. Phạm Thị Thanh Huyền. Cho chị Mỹ Dung. Cho chị Mỹ Dung. Em chốt theo máy chủ nha chứ không là nè, từ chị nào lên trước em chốt trước nha. Chị nào lên trước em chốt trước. Sám này đủ sang chị. Sám này đủ sang. Rồi cho Nguyên sám. Chị còn mấy cái áo polo hồi trưa còn sót mấy cái cho em lên luôn cho dứt luôn nha. Rồi chị nào lấy sám có mấy cái manto bỏ lên cho em sale luôn, bán tặng cho khách luôn 140.000 á. Manto á còn mấy cái bỏ em lên bán tặng luôn. Ôi xíu em lấy HD hay mũ thì có ít không. Mình tính để dành luôn á, mai đi lên từ một thẻ luôn. Thấy chị Trần Phượng màu này chị nói sai anh chị. Xám mà cái nói xám mà. Xám cho Nguyên nhá. Xám. Có XL. Có XL. Xám có XL, bỏ size 2 X cho chị bỏ xù bông này. Xám size 2 cho bỏ xù bông đi. Có cái xám 2 cho bỏ xù bông đi. Rồi lên mã xám cho Nguyên kèm size. Xám này. Có con ri thôi chị. Xám 1 X chị tờ ran này. Mời chị Trần Thị Thu Hiền này. Mời Trần Thị Thu Hiền. Mời đây. Mã nét khác. Mời đây Trần Thị Thu Hiền. Rồi còn sai gì đó. Đúng rồi. L cho chị Phương Nhi này. L cho chị Phương Nhi này. Còn sai bên đó sai chị M. Còn M cho chị Mai Thanh. Hết nha chị Mai Thanh. 70 em hết. Chị vỏ xù bông là có một cái rồi nha. Đâu rồi. Hot boy xây lớp. Hot boy là cái gì ta? Xám vỏ xù bông có rồi. Xéo này sao đang chị? Không có hai. MLXL. Lấy 65, còn lấy 68. Nha, chút 65 còn anh Nam nào body được lên 68 ký. U là trời. Nếu à, em đang mang còn mã 2 mũ thôi chị. 60 mét rồi. Nè, đạt chưa? Rồi lên mã kéo. Chút mã kéo dùng nguyên nhé.
làm em kéo dùng nguyên kéo MLXL chốt lấy 65, anh nam nào body được lấy 68 kg. Em thấy gì Cẩm Hà Đinh đây, rồi lên mã kéo 60m rồi. Xanh trên là cho hoa hồng xanh pha. Rồi lên xanh cho Nguyên nha. Xanh MLXL như vậy mọi người. Thấy xám rồi chuyển xanh vô Nguyên nha. Kéo size XL cho chị Anna Lê. XL cho Anna Lê. Size L cho chị Anh Hồng Trần. XL còn không? Anh L hết nha. À L còn một cái. XL còn không? Còn. Cho chị Yến Mary. M cho chị Thị Nguyễn Huệ. Khách lên đơn kèm cả địa chỉ có số điện thoại luôn trên live vô Nguyên nha. Size M cho Nguyễn Thị Ngọc Bích. XL còn không? Hết XL à? Hết XL. Còn một cái XL. Mời xây M. Ờ. À. M còn không? Không. M từ. M cho chị Trần Thảo. Rồi còn xây gì đó? M còn một cái L thôi. Cặp đi. M. M đó. Còn xây M với xây L nó vậy mà nó. Ừ. Xây L cho chị Lê Yên. Hết xây L. Xây M cho chị Mai Thanh. Còn xây M thôi nha. M cho chị Nguyên Trinh. Ngọc Bích có rồi nhá. Cô Hương nãy giờ không được cái nào luôn. Còn cái nào size 2 cô Hương comment không được không? Không có một cái nào. À, con size M. Cô Hương nãy giờ thấy cô Hương comment mà toàn cô Hương lên sao mà nhà cô Hương chậm quá. Rồi còn mỗi size M hả chị? Còn mỗi size M thôi hả? Rồi lượt lại cho em cái sọc, hai cái mã sọc nó nữa là hết. Còn cái xám này sao? Hai cái xám này nè. Cái xám này còn hả? Nó giữ lại à? Lại cả chi để dành thôi. Lấy mà chị đem về nhà bị dành đó à? Đây đây. Đưa cho em cái này con khác xe chưa? Xanh cô ba này xe gì? Xe L. Cô ba xe L con cái à? Chị nào lấy cô ba đừng có về nó. Em mua con này có 101 nha. 530 nghìn đó. Giá 530 nghìn, các bạn mua 530 nghìn nha. Đừng có về có nói mua có 101 nghìn. Chờ xíu. Rồi chị nào lấy cái này lên mã cô ban size L con cá size 62 đổ về đây chút đẹp nha. Chị nào lấy cô ban lên cô ban có một cái duy nhất size L thôi. Không có cái nào 75 kg đâu chị. Không có cái nào 75 kg hết đó. Rồi chị nào lấy cái này lên mã sọc đen hết hàng đã dễ mà nói sọc đen. Cô ban L cho Lê Hiền. Đâu? Chị Lê Hiền size XL mà. Size L cho chị Hoàng Quyên. Xám đó chị, xám nó có hai con này chị. M. Xám này có hai con size M à. Có hai con size M thôi chị em ở nơi 57 độ về đẹp cực kỳ luôn. Hai con M. Cô ba em hết rồi. Xám size M cho 57 độ về vậy em chốt đẹp. Chị nào không chốt được thông cảm nha, tại vì ít quá kìa. Tiền lẻ nữa mất công cho chị em mình chốt đơn kiểu gì mà chốt mãi không được. Thì hàng này là hàng không đủ ri. Không đủ ri. Xám xây M cho 57 kg độ về. Anh nam nào gọn lên 60. Xám M cho chị Thu Thảo Thí Phan. Có hai con chứ mấy. Lấy xám M nha. Chị cái nào nãy còn xây gì? Còn hai cái xây M luôn à. Sọc đen xây M luôn. Còn hai con sọc đen xây M 101 chị ơi. Còn hai con sọc đen xây M. Chị nào lấy sọc đen xây M chốt nhá. Sọc đen xây M chốt. Sọc đen xây M cho mình là được có hai con. Sọc đen với sọc bò đó. Thấy xám luôn. Còn mỗi xây M thôi đó chị. Rồi còn mỗi size M đó. Rồi chị nào lấy sọc đen, cầm em sọc đen còn hai cái size M. Cho em sọc màu bò nữa, dạ hết xám gì nhá. Còn sọc đen với sọc bò nữa thôi là hết. Còn sọc đen và sọc bò nữa là hết nhá. Cho em mấy cháu vô đi luôn. Sọc M cho sọc hoa đen lên đúng mỏ, đúng mã. Chị Hoa Sứ Quân chỉ cầm em xám thấy không? À, Trúc Mai. Cái gì Tâm đổ luôn. Ủa Út hâm được mấy cái rồi chứ. Ha. Tâm đổ. Út khăm nãy giờ. Cái này còn mời lấy lơ luôn à. Ồ tới 65, 68 luôn vậy mà ơi. Bò nè. Chị nào lấy sọc bò 65, 68 à, toàn áo của nam mà chị. Hàng này hàng nam à. Rồi chị nào lấy cái này lên mã sọc màu bò cho Nguyên nha. Chút mã sọc màu bò. Hết sọc đen rồi chị Khánh Vy. Chuyển qua màu bò giùm em nhé. Đen hết rồi. Rồi hết mã. Hết mã. Xám đó của nào mà em xả. Chị này đây đấy đấy. Chị Thúy Phan này. Bỏ của chị Thúy Phan. Bao nhiêu người chốt không được. Em nói rồi chị nào mà lan tăng thì phải hỏi trước đời dùm em đã chốt nha. Xoáy XL cho chị Phan Thị Thanh Hảo. XL Phan Thị Thanh Hảo. Chị nào đang còn lan tăng thì hỏi trước khi chốt dùm em nha. Xám xoáy XL chị Lê Huyền luôn. Xám xoáy M cho chị Ngô Thị Ngọc Mãn. Ngô Thị Ngọc Mãn. Xoáy XL còn không chị?
Bò xây lờ còn không? Cho chị Hoàng Quyên. Gì đó? Mời cho chị Thị Nguyễn Huệ. À không có, không phải chị Thị Nguyễn Huệ đâu. Khách chốt rồi. Xây lờ chị Hoàng Quyên. Còn một bò xây gì đó chị? XL với M. Bò XL cho chị Phan Thị Vi. Còn xây gì nè? Xây M chưa? Quần mèo từ từ chờ em xíu chị. Còn áo sao nam? Còn lẻ lẻ chị ơi. Áo xám bé phía sau từ từ chị đang phân size cái em lên luôn. Còn size gì đó chị? Còn size gì đó? Cho M. Còn size M thôi, còn mỗi size M thôi. M cho chị Thị Tuyên Nguyễn. M và XL. Thị Tuyên Nguyễn. XL còn chị? XL có chị nào XL không? Thị Tuyên Nguyễn. XL chốt đến 65. Anh nam nào cao gọn lên 68kg. Rồi chị nào lấy bò chốt bò hết. Bao nữ á, còn lẻ lẻ thôi chị. 80 mét rồi, còn một sọc bò thôi. Cho em lên từ áo đi, chị bóc áo từ áo lên cho em theo. Bỏ lên chồng luôn cho em đi. Cứ bỏ lên cho em theo màu đi, chồng từng màu đi. Em coi thử còn cái size gì là em bóc cái đó. Cái này em còn được quần này con với má này. Cho nó khỏe. Áo đen phía sau là của bé. Áo đen phía sau của bé. Dạ không, cái áo khoác này áo khoác người lớn. Bò mời cho Khánh Vy. Áo khoác người lớn. Cái này em đang còn size S cho 52 đổ về. XL cho 60-62 và M cho 55. Em còn được 4 cái. Bỏ lót lông. Chưa chị ơi, chưa đâu. Em chốt tắt cái giờ bảo gộp là em chịu luôn này. Đẹp chưa, cái này chị nào chưa có xăng luôn. Còn được mấy con nữa là em đang hết luôn cái này. Đợt này vừa rẻ vừa đẹp nha chị em mình ơi. Nha, rẻ đẹp đi chị em, 75.000 con. Giờ chị có size S. Màu xanh này chị có size S nè. Lên mã 75S, 75M và 75XL nha. Hoặc là lên mã xanh S, xanh M và xanh XL, S52, M55 và XL cho 60-62 dù Nguyên nhá. Chị nào lấy cái này lên mã xanh cho Nguyên kèm size đẹp. Xanh kèm size, xanh kèm size, xanh cho chị Việt này, xanh size S. Vừa có chút áo sọc đen, sọc tên mà không. Đâu, có rồi, nhà em nhắn tin chốt đơn rồi chứ. Có là nhắn tin chốt đơn rồi. Mời chị Trúc Mai, rồi còn XL. À quên lộn, còn S và XL, đẹp. Còn S và XL, XL chị ớt mọi, không đến 65kg thôi chị ơi. Cái này của nữ nhá, cho chị ớt mọi. Không có size của nam, chị ơi, hàng này hàng nữ. Rồi S cho Nguyên 52 đổ về thôi, chị nào lấy S lên S cho Nguyên này. 75.000. Còn size S thôi chị nào lấy S này nhiều thì là bỏ xuống chứ. Cái nào nhiều thì chị cứ bỏ phân ra chứ. Cái nào ít này. Còn này 2 size thôi. Xanh còn size S, 52 đổ về. Màu trắng đẹp nè. Màu trắng đẹp nè. Màu trắng cho 55, 57 cho size L. Size S cho chị Nguyễn Loan Anh. Rồi hết S. 2X là 65kg vẫn được luôn. Không, em không lên áo nam đâu chị Đinh Liều. Chị Cẩm Hà Đinh hồi nãy có chốt được cái gì không? Mới hồi nãy chốt chị Cẩm Hà Đinh không? Xanh size XL. Phải không? Có không? Coi kiểm tra lại xanh size XL phải không? Phải của chị Cẩm Hà Đinh không? Kiểm tra cái xanh size XL hồi nãy. Em đang lên áo nam nha. À quên lộn, áo nữ nha. Không phải áo nam nha. Lưu ý giùm em. Con này là áo nữ không phải áo nam nè. Quý vị ơi. U là trời trắng. Áo nữ không phải áo nam nha. Form nữ không phải là form nam. Size L là 57 đổ về nhá. 2X. Con màu trắng này có 2X nè. Là 65kg mang được luôn. 62, 65 ok luôn. Và size L là 57kg đổ về là chút đẹp. Nha, trắng này em còn 2 size. Còn có mấy con thôi. Nha, con lên luôn cho nó dứt mã. Rồi chị nào lấy cái này lên trắng cho Nguyên kèm size. Trắng không có size XL chị ơi. Có mỗi size L với size X. Nha, trắng chỉ có size L và size X. Chị nào lấy trắng comment trắng cho Nguyên là được 75.000 con. Phải đẹp lắm. Bolo Machi. Bolo Machi. Cái này không có cho chú đâu chị ơi. Rồi chị nào lấy trắng không có 2X chị nhá. Mua hàng chị em mình để ý luôn dùng Nguyên. Nếu như đang còn lan tăng cái gì thì hỏi trước dùng Nguyên nhá. Trắng không có size M. Trắng không có size XL nha. Trắng không có size XL. Rồi chị nào lấy trắng chỉ có size L và size 2X. L cho chị Mai Lê. Em đang đi dòng nữ nha. Form nữ như vậy mình ơi. Form nữ nhá. Chị nào lấy trắng. Như chưa rút nước rồi sao. Không có X nha. Xin lời cho anh Võ Thị Kim. Trắng này em chỉ có 2 size thôi. Trắng size L chị Triều Thanh luôn. Cho Triều Thanh. Rồi ok, chị nào lấy trắng comment trắng. Đồ bé em lên chứ, chờ em xíu. Rồi ok. Còn mấy cái này em lên. Nó tuôn cho nó giúp. Rồi chị nào lấy cái này lên ngọc. Ok nè, lên ngọc cho Nguyên mà được. Comment mã ngọc cho Nguyên mà ok. Đẹp cực kỳ. Con này em nói đẹp cực kỳ. Có cái manto còn mấy cái cho em bán tặng luôn nha. Manto còn mấy cái bỏ cho em bán tặng luôn nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Em đi luôn trẻ mình nè. Bao cây. Cái này là gì ta? Lấy cái này. Mình ra.
Đây còn bao nào nữa chứ thử. Ôi trời ơi. Ôi chứ nó xỉu. Xỉu nó mình phát cái rồi mang hết đi là được luôn. Quần riêng đăng. Quần nhung. Rồi lên Ngọc. Trắng lờ chị Nguyễn Thúy. Nguyễn Thúy. Trắng lờ chị Nguyễn Thúy. Rồi chị nào lấy cái này lên nhanh tay để mà đẹp lắm Hồ Ngọc. Ờ vứt đôi giày vốt nha. Cũng ngầu đó. Rồi cho nguyên con này CS. CS. Ôi là toàn CS này dạo mà ơi, xanh này toàn CS. Xanh này toàn CS 52 độ về lên mã Ngọc S cho nguyên nhá, 75.000 con. Con này chắc của nó là bolo mắt chim đẹp lắm. Ngọc S thôi nha. Ngọc này có mỗi CS thôi chị ơi, buồn ý cái nào đưa em lên rồi. Thôi còn lẻ sai em lên luôn thôi. Rồi chị nào lấy Ngọc S comment mã Ngọc S mang con này chập nóng quá. Từ từ chị ơi. Mang con này đang lạnh mà mang con này nãy giờ nóng quá. Rồi chị nào phát lên sau 149 luôn chị. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn mã Ngọc, mỗi size 52 đổ về thôi. Chị nào lấy Ngọc S comment mã Ngọc S cho Nguyên là được, đi cho nó nhanh như vậy mọi người. Rồi cho Nguyên Ngọc S nhá. Rồi cho Nguyên đỏ đô. Ngọc S cho Thu Sương Phạm. Đỏ đô là size L cho 57 đổ về nhá. Lên màu đô cho Nguyên là được. Khách lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại hết trên live dùm Nguyên nha. Rồi lên luôn những mã đô size L cho 57 đổ về là chị em cho ok. 57 đổ về cho màu đô nhá. Ai lấy đô comment đô cho màu đỏ đô á. Rồi chị nào lấy cái này hết đi mà hồi nãy em hết rồi. Chị nào lấy cái này lên đô cho Nguyên nhá. Comment đô luôn cho Nguyên là được. Cho Phương Trinh Lê. Nha, chốt mã đô cho Nguyên là ok. Comment mã đô là 57 cho size L thôi. Màu này còn mới hơn size L. Rồi chị nào lấy đô lên đô cho con được. Áo gió sao bao nhiêu ký vừa? Gió nó còn size nhí nhí. Size 12 á chị nào. Chị nào lấy em bán tặng luôn đi. Còn có một cái hàng này hàng 125 của em nè. Còn có một cái size 12 hàng 125.000. Em bán tặng luôn chị em 79.000. Đó chị nào thích còn có một cái em đi luôn cho nó gọn mã. Còn có một cái chị nào thích thì lên. Rồi chị nào lấy đô CL, chút đô CL cho Nguyên là được nhé dạ mọi người. Màu đô CL. Màu đô okay. CL nhá, 57 đổ về màu đó đôi đẹp lắm rồi chưa có mai gì em xem rồi. Còn được ba con màu đô, chị nào lấy đô chút đô rồi cho Nguyên vàng nhá. Vàng Nguyên có S và 2X. Vàng này có mỗi S và 2X. Đó đôi cho chị Triều Thanh, Triều Thanh. Triều Thanh. Triều Thanh. Rồi chị nào lấy cái này. Không có 15 chị, hết hàng rồi. Có 79 bỏ đây luôn cho chị Huyền Anh luôn đi. Cái hàng này hàng đi 100 mấy, 125.000 của Nguyên. 125.000 nó còn cái á. Sót lại em bán tặng luôn chị em mình 79.000 cho chị Huyền Anh, còn cái sót lại đi luôn cho nó gọn luôn. Đó, những cái rất rất mẫu này là chị em mình săn giá siêu rẻ. Săn giá siêu rẻ. Rồi, vàng cho Nguyên size S, size 2X. Vàng có size S và size 2X. Vàng đô size cho Mai Lê. Vàng size S là size 52 đổ về nhá. 2X là 65. 2X là 62, 65 ok. Rồi chị nào lấy vàng, màu vàng bò, không phải vàng tươi, vàng bò nhé, đẹp, mấy màu vàng này đẹp lắm. Rồi chị nào lấy vàng, comment vàng cho Nguyên nhé. Vàng 2X thì chị Mỹ Dung. Rồi còn vàng S nhé, chị nào lấy vàng S, comment vàng S cho Nguyên nhé. Giá em lên luôn chị em mình là 75.000, bao đẹp. Rồi chị nào lấy vàng, comment vàng nhé. Rồi còn một màu cuối cùng hết. Một màu cuối cùng hết. Rồi vàng chị nào lấy cái này. Còn vàng S thôi nha. Còn mỗi vàng S, còn mấy cái áo sọc trên kia gì, bỏ xuống chai bán tặng luôn nè. Còn mấy con ở trên nó bỏ xuống chai bán tặng luôn nhé. Rồi tiếp. Đấy thì mấy cái lại bỏ trên nó cho em mới xuống tặng đi. Hết rồi chị ơi. Rồi cho Nguyên. Cho Trang Nguyễn Hà, Trang Nguyễn Hà. Cái này em còn mỗi CL. Màu nu này còn SL. Với lại 2X. Màu nu này SL và 2X chưa lên quần ring đâu chị. Màu nu là size S, size L. Và hết rồi nha. Và size 2XL. Nha. Chị nào lấy cái này lên màu nu cho Nguyên nhé. Nu S, nu L và nu 2XL là hẳn luôn. Đó, chị nào lấy nu comment nu cho Nguyên được nhé. Vàng em hết rồi, chuyển qua màu nu nhé. Size hiện tại màu xanh ngọc. Nu S nè. Nu S nè, chị nào lấy nu S. Có nu 2X. Nu 2X cho Ngô Phương Trinh. Không có XL nhé. 2X, size L và size S nữa là hết. Đồ bé em lên sen thôi chị. Chỉ lên sen một vài mẫu thôi. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên dùng nhé. Còn 2X. Còn 2X. Nu 2X cho Quỳnh Trâm. Rồi còn size S với size L. À nhầm. 2X đây sao? 2X ra, 2X ra, 2X ra. Còn kiểm tra mấy cái size L. Còn S với L. Còn S với L, L tầm 57 đổ về thôi. S là 50-52, L cho 57 đổ về thôi hết. Con này em còn mấy cái em bán tặng luôn chị em mình luôn. 57 đổ hết rồi chị ơi. Cái này em còn mấy cái này. Em bán tặng luôn chị em 35.000 luôn. Thành đơn nhá. Em lên sen chị ơi. Em lên sen 40-62 vô tư luôn con này. Con này đang vô mùa nè. Sang con này. Còn S với L thôi nhé. Cái này có 3 con thôi. Cái này có 3 con thôi. Em đi luôn chị em mình con này, giá đi luôn chị em mình tầm 35.000 luôn. Được nu L thôi, ái văn không ngô có đủ nha. Cặp đâu chị. Không đủ cặp hỏi nha. Chị ok đã chốt nhá chứ không chốt cặp mất okay công lắm. Không? Màu nu này tầm khoảng 57 đổ về cho size L nữa thôi là hết.
Chị ơi, chị Ái Văn Ngô có lấy không để em chốt cho khách. Rồi cho nguyên con này tặng 35 luôn. U là rẻ quá chị em ơi. Nguyễn Loan Anh. Nè. Chị em nhìn nè. Chắc nè. Boris nhá, lấy mã sọc vàng 35.000 có mấy con thôi. Sọc vàng 35, chị nào lấy sọc vàng 35 chốt sọc vàng 35 chung là được. Cho chị Phương Nguyễn tóc ngắn. Cho chị Bình Trần. Chị Tiết Nguyễn hết. Chị Tiết Nguyễn nào là hết 35.000 con thôi chị em ơi. Con này lấy mã tay cọc. Tay cọc này có 2 con. Nè, 4062 vô tư, cổ này là dạng của ba phân nhá. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Lên luôn dùng nguyên con này lên mã sọc. Không có đâu chị. Chị. Rồi cho nguyên con này nè. Cái đỏ đỏ cổ nó là gì ta? Rồi lên mã tay cọc cho nguyên. Comment mã tay cọc. Chút mã tay cọc, có hai con tay cọc. Chị nào lấy tay cọc lên tay cọc cho nguyên nhá. Để em lên con mèo lông đi, dễ mình mix up đi. Tay cọc cho chị Nga Nghĩ. Cọc cho Nga Nghĩ. Còn con tay cọc. Tay này tay cọc với dễ mà nói, chứ không phải tay dài nhé. Tay cọc chứ không phải tay dài. Chị nào lấy cọc lên cọc. Ô lập 35.000 dễ mà nói, rẻ quá thì rẻ luôn. Tay cọc cho chị Phạm Thị Thanh Huyền. Phạm Thị Thanh Huyền luôn. Rồi lên mã cọc này hết luôn. Hết luôn, tổng hết cái mã sọc này luôn. Áo mặc lên rồi Na ơi. Lên rồi. Cái này có cái dài tay nè. Đi học sinh từ từ. Cái này còn cái dài tay 35.000 luôn. Lucy L hồi nãy chị Thịnh Hương chứ. Lucy L hồi nãy bỏ chị Thịnh Hương đi. Bỏ chị Thịnh Hương đi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Áo thỏ sau bé trai mấy ký. Nó có xài đến 45kg luôn kìa. Sướng xe to không à? Có. Xe cổ. Đấy. Xe to, xe đại không à? Xe đại với xe cổ không, không có xe nhí à? Cái đi dài đó à? Dài đó. Dài cho Hồng Thủy. Cũng giới rồi. Rồi 35.000 nót luôn. Cái này còn mấy con đi nó luôn chị mà 50k. Con này thì thôi rồi đẹp luôn. Con này khỏi phải lăn tăn luôn. Cái này còn hai cái áo kiểu này. 40 độ lên 55 độ vậy nhầm. Đúng rồi 55 độ vậy. Nhìn này. Cái này mình biết chân váy thì quá đẹp luôn. Sao phải dài hết rồi nha. Chắc này chị em mà nói 40 độ lên 55 độ về. Lên mã nơ này đang còn được hai con đi chị em 50k luôn. Hết đi còn lẻ lẻ ra chị đang để nhà em đang phân rồi em lên luôn. Còn lẻ lẻ còn hàng chị em mình tối mai sẽ có nhiều. Tối mai còn về được thêm 500 con nữa là em dứt luôn mà. Nha. Rồi con này em bán tặng luôn chị em mình là mấy 50k luôn. Nha chị nào lấy cái này lên mã vàng 50k luôn. Không chị ơi có được hai con áo vàng 50k chị nào lấy vàng 50. Chị Tâm Như Văn luôn. Tâm Như Văn luôn. Rồi lấy mã nơ trắng này con cái, nơ xanh này con cái. Nơ trắng có 2, nơ xanh có 1. Em đi trả mình 50k luôn. Trẻ mà mua thử con này về đi. Cái này em trả rất là nhiều rồi. Nhưng mà không có giá này, giờ còn ít em bán tặng luôn ấy. Rồi chị nào lấy nơ trắng, nơ xanh cốm nữa thôi. Nè, cưng chưa? 55 độ về thôi, trẻ mà nó 40 độ lên 55 độ về. Áo quần đang màu hồi nãy là 135. Chị ơi chọn màu lại giùm em với. Chị ơi chọn màu lại giùm em, trẻ mà nhiều cưng chứ phải đẹp đúng không? Sổm sổm đâu nhưng mà vì còn ít. Trắng gì thì tinh hồ. Thị tinh hồ. Áo bé hả? Rồi còn một nơ trắng. Trời lên mã nơ xanh cho Nguyên là được. Em đang đi dẻ mình con này 50k. Ôi vô nhà Nguyên họ đừng có hỏi giá. Nơ trắng cho Phan Thị. Cứ lạ mình ưng là mình chốt thôi. Em thiệt luôn ấy. Nhìn nè. 55 độ về thôi nha. Nghe rõ cái số ký chốt không? 55 độ về thôi chị. Hàng này dạng mang ôm á. 40 độ lên 55 độ về. Đinh liệu lấy để chạy xuống. 40 độ lên 55 độ về cho Nguyên là được. Nghe dẻ mà nó đẹp cực kỳ luôn. Rồi lên mã ngọc, mã túi cốm cho Nguyên nè. Comment mã túi cốm cho Nguyên có ít lắm. Nè. Đinh liệu lấy để chỉ xuống. Comment mã túi cốm có mấy cái bỏ cho em xuống em đi 50k luôn chị. Rồi lên cho Nguyên mã túi cốm cho Nguyên. Quần mèo từ từ chị ơi. Quần mèo nơ em hết, nơ con hết rồi chú ơi. Này. Nè, cân chưa 40 độ lên 55 độ về tay của nó tay bồng như thế này. Chị nào lấy cái này lên mã túi. Chốt mã này là mã túi. Ok đinh liệu. Túi chưa chị ơi, màu xanh cốm, được hai con. Túi cốm. Túi cốm cho Ái Hoàng. Có hai con túi cốm, chị nào lấy túi trắng cốm, chốt túi cốm dùng Nguyên là được. Rồi cho Nguyên con này lên mã túi trắng. Em đang phân dần, em lai dần nha chị ơi. Em lai sen dần dần đủ các mã hết. Túi màu cốm nha. Rồi chị nào lấy mã túi trắng, comment túi trắng này chị em mình biết chân váy quá là đẹp. Con áo đang mang hết rồi để mang mẫu khác nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn mã túi trắng nha, hết màu cốm rồi, chuyển qua màu trắng cho em nhé. Lên mã túi trắng có ba con túi trắng thôi. Ba con túi trắng mà giá đây chị em mình có 50.000 con. Túi cốm hết rồi nha. Con này đâu nhưng mà thôi còn ít em đẩy luôn. Nha, chị nào lấy trắng, chút trắng cho Nguyên là được. Còn lên mã trắng cho Nguyên là ok, mã túi này đẹp lắm. Rồi lên mã này mà xem gì cả. Trắng cho Thu Thanh Đạn. Cái màu xanh đi chứ không biết màu xanh gì. Cái này màu xanh thôi chứ không biết màu xanh gì luôn. 55 độ về thôi chị em mà nói.
cái này cứ lên túi xanh chứ không biết là màu xanh gì luôn, cứ lên mã túi xanh cho Nguyên là được. Tiếng Anh gọi là green đúng không? Chỗ tiếng Anh khủng khiếp. Ở ngoài chứ đâu. Không. Tráng hết rồi nha. Chị nào lấy cái này lên mã xanh dùng Nguyên nha. Chị nào lấy xanh comment xanh. Đẹp lắm. Đây tiếng sao rồi chị? Tay L. Rồi lên mã túi xanh dùng Nguyên nha. Hết trắng rồi chị, ở tay của nó dạng tay bồng nha. Đẹp cực kỳ luôn. Em đi luôn chị, em chỉ có 50.000 con thôi. Khỏi phải lăn tăn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã túi xanh cho Nguyên là được. Nha, túi xanh, chốt túi xanh. Cái gì đó chị Thu Thanh Dương bảo gì mà đọc sai ghi nhầm là như thế nào? Cái gì Thi Hương Hồ. Rồi chị nào lấy xanh, comment xanh. Hồi nãy Thu Thanh Đạn là túi trắng đó. Thu Thanh Dương. Thi Hương Hồ. Rồi chị nào lấy túi xanh, comment mã túi xanh cho Nguyên là được nha vậy ông ơi. Ok, Thu Thanh Dương. Cái mã này là cái mã gì còn ít cho em lên luôn. Cho em cái quần mèo lông nha, phân đơn cái mã quần mèo lông em lên luôn nè. Tương tác như vậy ông ơi. Rồi chị nào lấy cái hàng lên nhanh tay cho Nguyên. U là đẹp nha. Nè. Rồi lấy mã ngọc hồng, túi xanh chốt đi sao cho chú Nguyễn Bổ. Cho chị Bé Trung Nguyên, Nguyễn Thị Bé Trung. Riêng nữ còn em lên xanh xanh okay. Chị nha. Ok. Trời ơi, con tay nè. Đẹp chưa? Khoác bé không chị ơi? Khoác bé thì không. Cái tay gì này dài đọc léo lưỡi luôn ý. Bê Trung, Nguyễn Thị Bê Trung dùng khách cũ vậy. Rồi chị nào lấy cái này lên mã ngọc hồng có hai con, 40 độ lên 55. Bé Trung. Vào đây là hết tiền. Trắng sau là xây lường phải. Trắng sau là xây lường. Rồi chị nào lấy cái này lên không hết đâu, dễ gì hết, mua nó là 500 nghìn mua được bao to nè. Bình thường thôi vì dễ mình mua 500 nghìn mua được cá hai cá vô nhà Nguyên mua được bao. Đây, còn hàng đẹp không? Sang hàng hãng, hàng đồ mà có mấy chục nghìn. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này lên mã ngọc nu cho Nguyên nhé. Ngọc hồng cho Nguyễn Bộ. 50 nghìn thôi. Rồi cho Nguyên, ui. Chị em nhìn cái tay này, đẹp chưa? Phối von, von của nó von cực mềm luôn. 50 nghìn, tay em tay ngọc nữa nè. Tay đính ngọc nữa nè. Rồi chị nào lấy cái này ngọc lên luôn dùng. Ngọc hồng cho My Hồ. Còn một con ngọc hồng nữa nè. 55 nghìn thôi. À quên lộn, sorry, 50 nghìn thôi. Em nói 50 nghìn, hàng này em nói thực sự là áo thun em lãi vài nghìn ấy. Em đi số lượng nhiều nhá, cái này là nhập là hẳn mấy nghìn luôn mới cắt được giá. Mà hả, em đi chợ mình bình thường là 59 nghìn. Nu cho Thiện Thảo Võ. Áo len sao bao nhiêu? Hồng cho Bé Trung, Nguyễn Thị Bé Trung. Lá cái áo này xây lờ chị Hoàng Diễm giùm em chị. Rồi lấy mã cốm, ngọc cốm. Áo sách, áo bơ lộ, áo bơ lô. Trắng xây lờ treo, treo trên nè. Rồi chị nào lấy cái này lên mã. Ngọc xanh cốm. Hết ngọc nu rồi. Coi trên nó còn cái gì màu nu không, thải cho em với nha. Coi còn gì màu nu. Len nam xây mờ hết sạch xanh xanh rồi chị ơi. Không còn cái gì hết. Màu nu chứ không phải màu lu đâu nha. Màu nu nha. Rồi chị nào lấy cái nào lên mã ngọc xanh. Comment mã ngọc xanh cho Nguyên nha. Comment mã ngọc xanh cho Nguyên có hai con. Ngọc cốm. Ngọc cốm có hai con. Em đi chợ mà 50k nó. 50k nốt, 50k, 50k. Cái gì? Mai đi nữa à? Điện chị, mai em có gì duyên với chị. Ngày mốt đi. Để ngày mốt đi, mai em có duyên nữa kìa. Học canh cốm cho Xuân Nguyễn. Sống chồng cũng được chi trơn. Không nhờ được chi trơn. Thiệt cái chứ. Đẹp chứ dạ mọi người. Comment mã nơ nu có mấy mã đó thôi, em lên chạy một quần lắc đinh và còn lên chạy mình hot đi nữa. Hot đi nè, áo lót cái gì ta? Áo bé. Ôi là trời, đẹp chưa? Dưỡng nghiệp bé. Đẹp dưỡng nghiệp đẹp cực kỳ, cao cấp cực kỳ. Mà giá rẻ cực kỳ luôn. Ngọc xanh thì chị, ngọc xanh cho chị Huệ Trương luôn. Lên địa chỉ lên số điện thoại hết trên live dù Nguyên nhá. Rồi chị nào lấy cái này, nơ nu thì Duyên Võ lên địa chỉ lên số điện thoại nè. Lên địa chỉ lên số điện thoại 55 độ về chị. Nu, nu cho chị Quỳnh Hương. Cho chị Thịnh, Thịnh Trương. Thịnh Trương, Duyên Võ nè. Quỳnh Hương, Thịnh Trương. Duyên Võ. Hết nơ nu rồi chị. Hết nơ nu rồi. Hết nơ nu rồi chị ơi. Rồi lên nơ, nơ đen cho Nguyên còn cái. Và không bộ bé, vợ bộ bé tối mai nhé. Tối mai em lấy bộ bé nhé.
Rồi lên luôn mã này là mã nơ đen. Chị nào lấy nơ đen có 1 cái, chốt mã nơ đen cho Nguyên có 1 cái. Chị nào lấy nơ đen, comment nơ đen cho Nguyên là được nha. Dạ mọi người, nơ xanh lá còn màu đẹp thôi. Nu em hết rồi nha. Nơ xanh lá tối nay em không lên bộ bé nha. Riêng tối nay không lên bộ bé. Rồi cho Nguyên con này lên mã xanh lá với Nguyên. Đẹp cực kỳ. Chốt mã xanh lá 40 độ lên 55 độ về là trẻ mình lên đẹp con nè. Chốt lên xanh lá giúp Nguyên nhá. Chị nào lấy xanh lá comment mã nơ xanh lá cho Nguyên là được. Hãy nơ đen cho chị Kim Nguyễn. Rồi lấy mã nơ trắng cho Nguyên. Nơ trắng có 2 nè. Nơ trắng có 2. À, em đang mang hết rồi. Xíu nữa em lên trẻ mình mã 2 mũ nhé. Mã 2 mũ đẹp rã. Đẹp mà rã. Đẹp hình đáng đùi đấy. Nơ đen hết rồi. Rồi cho Nguyên mã này mã nơ trắng cho Nguyên nhé. Nơ trắng cho Nguyên nè. Ai lấy nơ trắng comment nơ trắng cho Nguyên là được. Nơ trắng có 3, 2 con. 2 con nơ trắng, chị nào lấy nơ trắng. Nơ trắng cho chị Trâm Lê. Rồi nơ cốm luôn. Hết mã. Nơ cốm luôn, có cái màu vàng gì đẹp đẹp đây. Nơ cốm nhé, chị nào lấy nơ cốm. Chị Phan Huệ như có 2 cái gì 3 cái gì đó rồi chứ. Phan Huệ nãy cũng có mấy món rồi. Nơ trắng cho chị Binh Trần. Binh Trần không cho chị bé Trung. Binh hết trần. Rồi. Hãy trời. Nơ trắng có 1 cái thôi. Có 1 cái cho chị Binh Trần thôi. Bánh bèo. Rồi lên mã bèo. Em đâu có lên bộ bé đâu. Em đâu có up. Gì? Chịu luôn ấy. Giờ hỏi ngược lại chịu luôn ấy. Cho chị Hoàng Diễm. Em đâu có up là em sẽ lên bộ bé đâu. Rồi lên mã bèo vàng có 1 cái à. 55 độ về có 1 cái bèo vàng. Chị nào lấy bèo vàng comment cho em lên quần mèo lông đã chị. À quên lộn, à đồ, lên quần mèo. Ừ. Rồi, nơ cốm luôn dùng Nguyên. Chị nào lấy nơ cốm, cảm ơn nơ cốm nhanh chưa chị ơi, chưa. Riêng em like sen, lúc trưa em cũng like riêng. Giờ em cũng like sen. Rồi chị nào lấy cái này lên, nơ cốm, màu vàng nó đẹp đó. Rồi lên mã V vàng cho Nguyên là được, 55 đổ về đó, đẹp cực kỳ. 50k nha, 55 đổ về là chị em còn bao nhiêu là em sale luôn cho nó gọn á. Không có giá này đâu. Rồi nhá, chuyển qua cho con mấy em khoác len này lên đi chị. Bỏ mấy con em khoác len này lên đẹp. Bèo rồi. Vàng cho Ngọc Lê. Quần mèo chị Ti Ti lấy hay sao rồi? Quần mèo bữa tới chị Ti Ti bắt cho chị chưa ta? Chưa à? Nhưng mà em bị bán hối giá rồi, em thiệt luôn. Tự dưng bán bằng giá nhập luôn. Mà khách hỏi quá chừng bữa nay về, em nói thiệt bán. Đi về máy đơn, kho nó mới gửi bill một lần, chịu bó tay luôn. Bà hết rồi mới về đi. Hết bill vàng rồi. Tới lúc em giục lên bill rồi lên rồi mới lên. Từ từ chị ơi, ngày nào cũng đi hết. Nơ cốm cho đổ su su. Nơ cốm làm gì còn? Đấy. Kiểm tra như này có nơ cốm không? Đây nè. Nơ cốm đây nè. Ngọc Nu. Bữa nay là con không giữ đơn nha chú. Chú ghi cô chú coi một like. Và ví dụ thêm like trưa nữa thôi. Hoặc là giờ mới coi đầu like thì tranh thủ chốt thêm cái gì để đó. Có số lượng nhiều được 2-3 cái là ngày mai con đi đơn luôn nha. Bữa nay hàng cuối năm á, nó nhiều nên là tranh thủ. Có chốt cái nào từ từ vậy. Chốt cái nào là đi đơn cái đó luôn chú nhá. Nên là cô chú tranh thủ chốt luôn nha. Chốt luôn để nhà con chốt đơn cho em cái mẫu quần mèo lên đi chị. Em đi dạ mình từ từ bóc lên quần mèo trước. Trả khách cho quần mèo nên lên quần mèo luôn. S48M chút 50, 52 do không thả. L cho 55, XL cho 57 thôi. Cho 57 thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Đây này chị. Quần mèo lông. Hot đi em lên rồi. Xíu nữa em sẽ đi chị em mình hot đi 2 mũ. Chị Ti Ti lấy quần mèo lông này lấy số lượng như thế nào ta? Hình như vậy chị nhắn trong tin nhắn đúng không? Chưa coi luôn. Chị ơi chị lấy số lượng bao nhiêu em chừa luôn nè. Chị nào hôm bữa mua trước là hay rồi. Thiệt. Em bị bán hối giá luôn. Chiều nay kho mới gửi bill nè. Trời ơi. Cái này em đi chị em 69.000 con. Em không nói deal đâu. Em bán 59 là em đi luôn chị em mình lại. Đi vốn luôn rồi. Còn lỗ cả tiền vận chuyển nha. 5 tri quần mèo chị Ti Ti. Chị bốc mỗi size 5 chị Ti Ti. Nha. Em đi chị em 69.000 con. Mèo là mèo lông. Em cái không biết. Hôm bữa không hiểu làm sao mà nó rẻ. 59.000. Ngọc Nu đi chưa ai lấy nha. Rồi lên mèo cho Nguyên nhá. Cho CXL cho chị Lam Uyên chị.
chốt luôn, bước qua cho trên tỉnh đi. XL chị Lâm Yên, đọc là cái sai. XL chị Lâm Yên nè. XL chị Thảo Vương nè. L chị Thảo Vương, Thảo Vương nè. Thảo Vương. Cho chị Chip Phương hai cái size S, hai cái size L. 2S 2L. 2S 2L cho chị Chip Phương. Lấy hãng size XL chị Vũ Xuân đi mang cho thông thả chị ở lên size. XL chị Mỹ Hành Hồ. L chị Binh Lê. S tầm khoảng 48 đổ về chị ơi. 69.000. L cho chị Binh Lê có chưa? Size S cho chị Huỳnh Thị Hương. Mèo size L chị Tuyết Nguyễn. Chị Lâm Yên có rồi phải không ta? Lâm Yên có rồi chị ơi. Size X à, size L cho chị Quách An A. L cho Quách An A. Hai cái size S cho chị Trần Khánh. Size L mà. Quách An An coi kỹ size nha. Quách An An. Hai cái size S chị Trần Khánh Văn. 2S chị Trần Khánh Văn. XL cho chị Phạm Phụng. XL chị Phạm Phụng. Hai cái S còn không? Đây hai cái nè, chị Tâm hết. Chị Tâm hết hai cái. XL còn nữa không chị? Còn. Lưu Bảo Lan hai cái. Cho chị Tiên Nguyễn có G, Tiên G. Tiên G là XL luôn. Rồi ok. Rồi nhá, chị nào chưa có mèo, lên mèo cho Nguyên là được nha chị ông nói. Lên mèo kèm size. Mèo kèm size chút 57 58 đổ về là thông thả nhất. Nguyên vẫn đang mang size S này nè. Em chốt 48 cái đổ về rồi đó. Rồi, chị nào chưa có mèo lên mèo nhé. Size L còn không chị? Còn. Cho chị Thúy Hằng hai cái. Còn, còn có cái. Đường cái, lấy cái. Còn size S à? Còn size. Còn muốn size. Rồi ok, bộ đó để mang lên. Còn size M thôi. Còn muốn size M thôi, chị em mà nói size 50 đổ về là chị em chốt đẹp. 50 gọn lên 52. Đổ về là chị em chốt ok. Rồi trông lên con này luôn. Xíu em lên con đó là xuất sắc luôn. U là trời ơi. Ring có em lên sang sang. Chờ em xíu chị ơi. Ui là trời. Vừa xây mở chị Thi Thi. Nhìn nè. Lên hai da, lên khoác hai da. Mà chị em mình mấy cái túi cực đẹp luôn. Cho em lên hết đi hai mũ luôn nha. Đẩy. Mèo size L em hết rồi chị ơi. Quần mèo là cái quần legging lót nhung á. Lót nhung á, Nguyên đang mang nè. Sướng lắm đây nè. Con này là lót nhung như thế này chị em nè. Mang cực kỳ ấm luôn. Hết size L rồi chị ơi, còn mỗi size M thôi. Chốt 50 đổ về cho nó thông thả. Chốt 50 đổ về cho nó thông thả. Rồi cho Nguyên con này mới. Này ôi là trời. Không có đi bé xíu này em sẽ lên giữ nhiệt bé. Xíu này em sẽ đi giữ nhiệt bé, nó xịn lắm. Hàng Quảng Châu cao cấp. Gì đó. Kinh đó. Bộ cao cấp mà, bộ nó hàng hàng xịn mà. Đẹp lắm mà. Chị gửi mẫu về cho em nhưng mà em không chú con. Biết giá tôi quất 500 nghìn đó. 2 ngày tôi ít. Tháng này đến thì em chụp tăng. Rồi lấy luôn cho Nguyên nè. Mèo hết 60 rồi chị. Lấy hai cái size M cho chị Hồ An lên tơ. Quần mèo máy một cái. Giờ chị ở 69.000. Cái like trước là em đi 59.000. Nhưng mà em nói thiệt là em đang đi lỗ tiền vận chuyển. Mà khách hỏi nhiều quá. Đang cần, đang mùa lạnh lạnh ở trong cái lốc nhung. Hôm bữa em thì không hiểu vì sao nó rẻ. Chờ em xíu. Chuyển cho em cái màu hai mũ đi. Em mang thử cái màu hai mũ. Em lên cái này trước. Nè chị em mình nhìn nè. Vào nhanh nha. Con này em đi chị em 149.000 có mấy cái. Mỗi màu con cái thôi. Chị nào lấy cái này 40 độ lên 60, 62 độ về ok luôn chị em mình nhìn. Cho chị Vi Ngô hai cái size M quần mèo nữa sao. Hai cái quần mèo size M chị Vi Ngô luôn. Con này em đi luôn chị em mình là 149.000 khoác lên nha. Trời ơi. Lạnh lạnh mà mang mấy con này quá là sướng. Nguyên có màu bò nè. Nguyên có màu đỏ đô nè. Mỗi màu có vài con thôi. Rồi lên màu màu nhạt cho Nguyên đi. Màu đậm và màu đen. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên luôn vô mã 149.000 kèm màu. 149k kèm màu. Đảm bảo cái dòng này chị em mình đi mua rẻ rẻ là 220.000. 220.000 cho cái dòng khoác len xịn như thế này nha chị em mình ơi. Em có màu bò này. Em có màu đỏ đô này. Màu nhạt này. Màu đậm này.
và màu đen. Còn mỗi size M chứ mấy, quần mèo mỗi size M chứ mấy. Rồi chị nào thích cái này lên luôn dùng em nhé. Ai mặc em lên rồi em sẽ chuyển qua chị em mình mã 2 mũ nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên, đẹp cực kỳ. Thôi để qua like sau đi. Em mang đang mang cái áo này, mang cái khoác len vô, nó sẽ không đẹp. Cho Thịnh Trương. Nó sẽ không đẹp. Mang một cái áo gì ở trong mỏng mỏng, mang con này mới đẹp đây. Rồi nhá, có một cái mỗi màu có một cái đó. Chị nào lấy cái này lên mà. Bò hết rồi, hết bò rồi, còn màu đen. Còn màu đen. Nha, màu đen, màu đen, màu đen. Màu đậm cho nguyên đẹp cực kỳ luôn, 149.000. Màu nhạt, đen, màu bài hết diễn. Rồi, đen. Mỗi màu có vài con thôi. Đen rồi, đen hết. Còn màu đen nè, còn màu đậm và màu nhạt, đen, đen, đen. Màu này gọi là màu đậm cho nguyên, màu đỏ đôn cũng đẹp lắm chị em mình. Đẹp cực kỳ. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Comment mã khoác kèm màu cho nguyên được. Giờ còn màu bò, quên lộn, màu đỏ đôn, màu đậm. Màu đậm đây. Cho nhỏ bít. Màu đậm, màu nhạt, màu đen, ba tông màu này thôi chị em mình ơi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Màu nhạt, màu đậm, màu đô, màu đen. 149 cho nguyên nha. Chị nào lấy cái này bỏ xuống giùm em cái này. Sai đang đó, kiểm tra sai đã rồi đã lên. Kiểm tra sai cho... thì kiểm tra Hội cái sai cái là lên. Cái gì? Ấy là kem màu đô á. Cái gì màu đô? Cái gì màu đô? Cái gì cái đã chứ? Nói tự dưng nó không? Đô cái này nè. Nhạc, nhạc cái này à? Nhạc cho Tâm Lê. Chắc phải mặn khác chứ. Xỏ vô cái đi. Nhạc hết rồi nha. Còn đô đậm và đen. Cho mẫu này. Xỏ vô luôn coi. Đó nào? Cái này à? Không lên xét bé trai đâu chị. Rồi mã này cho Nguyên nè, lên mã nail cho Nguyên kèm màu. Nail kèm màu nhá. Thế đâu chị Cúc Pha. Lên mã nail kèm màu. Mã nào cũng đẹp hết. Cái này có 3 tông màu, màu bò, màu đô với màu đen. Đấy. Áo mang hết rồi nha. Để em lên để em thay cái mũ hai mã hai mũ cho dạ mình. Rồi chị nào. Ui là trời. Nail. Nail nhá. Em đi từng mã chị ơi, em không đi theo yêu cầu nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên chân thì mình đặt trên like thôi. Sao không đặt trên trên bài viết, có up lên trên bài viết rồi thì đặt trên bài viết cho Nguyên nhá. Cái nào cũng có up lên trên bài viết thì dạ mình cố gắng đặt lên trên bài viết cho Nguyên cho nó khỏe nha. Rồi cho Nguyên con này. Comment mã này cho Nguyên này. Đẹp. Đẹp quá. Đỏ đô 149.000. 149 nha. 149.000 đồng một giá hết. Chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô nhé. 149.000. Lên nam em lên rồi hết rồi. Hết lên nam luôn rồi chị ơi. Rồi đỏ đô cho Nguyên nhé. Chị nào lấy đỏ đô. Màu mấy? 2 size mà. Size 3 sao? Size 3 với size 2. Đây riêng xỏ size 3 có sao 55 cái này giảm vô tư mà đằng đấy. Ok cho Võ Thuận. Võ Thuận là đỏ, nó là đỏ ni hay đỏ ra? Đỏ đô không mã sao, chờ nail, đang đi lên chờ nail mà. Do đang đi nail nhá. Hồi nãy trước là cũng có chốt đây. Rồi cho Nguyên con này. Chị ơi gửi nhầm thì đơn sau gửi lại thôi chứ có gì đâu. Nail đỏ đô hết rồi nha. Chị cũng nhắn tin bên em cũng ok rồi mà. Chứ bên em hàng mà ví dụ như gửi nhầm thì bên em ok gửi về chứ có nói gì đâu. Đỏ đô hết rồi nha. Hết đỏ đô rồi chị, còn màu đen với màu bò. Mã nail này còn màu đen và màu bò. Và mở đỏ túi này thôi. Đó chị nào lấy màu nào lên màu đó. Cho em cái con màu nào áo hết đi này, treo giùm em cái áo hết đi mũ. Em lên tạm. Em lên tạm giờ thì còn ít thôi. Còn tối mai em sẽ trả nó. Tối mai là về chứng cuối. Về 500 con đợt cuối nữa là hết. Nha. Rồi chị nào lấy cái này, nail đen đi sao? Nail đen cho. Còn nail đen và nail màu bò. Thúy Viên Nguyễn. Cái chị Thiên Đoàn. Thiên Đoàn luôn, đẹp cực kỳ luôn, phía sau hắn này dạ mình ơi, nhìn nè. Tuyên xịn. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên á. À, chị Võ Thuận là lấy mã trước. Lấy mã trước. Rồi ok, chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Em đi luôn chị mình là 149 càng cái, đẹp. 149 càng em thôi. Ai lấy cái này lên nhanh tay mã 149 cho Nguyên là được nha. Em nói nè, em đi cho giúp nha. Lai trưa và lai tối em sẽ dồn vô chốt đơn một lần đô nha. Nha. Em chỉ dồn trong ngày thôi, chị nào cảm thấy ok là chốt nha. Đen, 149 nghìn. Đen, 149 nghìn. Em chỉ dồn cái trưa với cái tối là nhà em phân đơn.
chốt luôn là sẽ không gom với đơn cũ, không cho, không gom với một cái nào đơn cũ nó hết nha, toàn bộ trưa với tối. Nên là chị em mình ví dụ còn chốt vàng nha, còn một bò này chị em mình, chị em mình chốt được một mã rồi tranh thủ chốt thêm để nhà nguyên đủ đơn đi đơn nha. Em nói trước vì bữa nay hàng hàng cuối năm nó hơi bị nhiều quá, hơi bị nhiều mà lại thiếu người làm. Triều Thành có đổ đua đấy, người thì con đau, người thì con ốm đố các kiểu đấy, toàn bộ lên thiệt cái chứ, toàn bộ là lên hai gia đủ các còn kiểu, nhân viên thì nghỉ liên tục. Chị Triều Thành là sao, là sao mà gọi lọ vải khỏi lá màu đen là như thế nào chị ơi, chị chốt chuẩn luôn cho em nha. Ok, hồi nãy giờ rồi còn mỗi màu bò thôi, chị nào lấy bò lên bò, bò chị tôi ra mơ luôn đi chị, có hai con màu bò thôi đúng không, có hai con màu bò thôi, chị nào lấy bò lên bò, có hai con này tôi ra mơ một con, bà Quỳnh Thành con, lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên nai cho em nhé nha, lên địa chỉ lên số điện thoại em lên chị em mình hát đi luôn hai gia, rồi lên áo giữ nhiệt sau em đi nhanh hát đi thôi vợ mình này. Thôi cái này để em coi giá lại đây, thôi để là em coi giá lại đây, giờ chưa đi chính xác chưa á, cái còn một mã nữa nữa cho bóng dính, còn một mã nó cho lên luôn nữa nè, mã này neo, neo có ba màu, rút ba màu luôn đi, mà anh rút ba màu cho em đi, bốn màu à, mã cuối cùng nhá, rồi lấy mã chữ kèm màu, chữ kèm màu đẹp chưa chị em mình ơi, trời ơi cưng ghê á, rồi lên mã này là mã chữ cho Nguyên nhá, Nguyên có chữ màu, màu kem, chữ màu bò, chữ màu đô, mỗi màu có hai con, còn có hai con thôi, và chữ màu đen giúp Nguyên nhá, 149 phần con, rồi ai lấy mã chữ kèm màu cho Nguyên được, lên mã chữ kèm màu luôn dùng Nguyên nhá, em đi luôn trẻ mình là 100, có lên lửng khi hôn lên, áo lên lửng mà khi hôn là nào ta, ok Điều Thành bỏ đen rồi nha, rồi chị nào lấy chữ chút chữ cho em xíu nhá, cầm em mã chữ cho Nguyên là được, đỏ đôi chà neo là cũng cái này đây chứ, cho đỏ đôi chà neo cho Phạm Thị Phượng. Chữ kem cho Lý Trần. Kem là cái này thôi. Nha, em nói trước đấy chứ không mất công đến lúc chốt đơn là cứ bảo anh em khó nha. Chỉ có gom live trưa với live tối. Chữ kem hết rồi nha. Bò Chanel cho Bình Yên. Hái chữ màu kem rồi nha, còn màu đen thôi. Đỏ cũng hái trời. Chắc đó. Hồi trời. Vô hồn của trời. Thôi cầm về. Mang cho, mang để đây, nhưng mang cho rất xong rồi đem về cho con mà. Còn đen treo phía sau. À còn mã túi đen hả? Thương nhất, đúng rồi. Cho em cái kính. Rồi vứt đẩy cái kính qua cho em coi. Rồi vào nhanh cái này đi chị em mình ơi, tương tác đi. Em tính là không có lên cái này để ngày mai có thêm 500 co thì là đi luôn cho nó ấy, cái này là hai mũ nặng cân lắm chị em nè. Cái này là dạng hai mũ nhé. Em đi từng màu thôi nha. Cái này là dạng hai mũ nha chị em mình, em đi từng màu. Nha, đi từng màu. Nha, từ từ chờ em xíu nè. Coi cho 50 con vậy. Đúng màu, đúng rồi, 50 con. Đúng màu 50 con. Bây giờ lên tiếp cho. Thanh Cẩm Nguyễn à, Thanh Cẩm Nguyễn 4 à chị nhận. Thì sao ta? Lên nam em lên rồi. Lên nam em lên rồi nha. Rồi chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Lên nhanh tay nhé, có rất là ít thôi. Xong cái này em sẽ lên mã giữ nhiệt luôn. Còn là sẽ lên riêng, em lên trình tự từng mã nha. Bây giờ em thấy chậm, lâu quá thì em mình out ra một xíu, 15-20 phút vô lại nha, chứ còn không chạy theo yêu cầu của chị em mình được. Vì em like thứ tự từng mã, xong mã này em sẽ đi mã khác nha. Rồi lên luôn dùng nguyên con này, 40 độ lên 62, thậm chí 65 chị em mình mang ok luôn nha. 40 độ lên 60, 62 độ về này chị em mình mang được, mua về cho con mang ok luôn. Nó rất là ghiền cái dòng này, hot đi nhá. Rồi cho Nguyên con này, em đi luôn chị em 79.000 con thôi. Rồi lên mã mũ màu nu cho Nguyên nhé, 40 độ lên, 62 độ về. Chị nào gọn lên 65 ok luôn. Em đi luôn chị em con này chỉ có 79.000 con.
vừa đẹp vừa rẻ. Mang con này thì bao ấm mix với con quần hồi nãy mua, con quần gì đó, quần mèo lông nữa là ok luôn. Như thế này thì khỏi phải lo lạnh nha. 79k con, chị nào lấy cái này lên mã mũ nu 79k cho Nguyên là được mũ nha. Nu cho Vũ Sơn. Lên mã mũ nu 79k. Nhà em chưa chốt đơn hết chị ơi. Rồi chị nào lấy mũ nu. Hai mũ rộng chị ơi, hai mũ rất là rộng. Hai mũ rất là rộng. Chị nào lấy mũ nu, comment mã nu mũ nu chung là được, trai mang được, gái mang được, chỉ trừ màu hồng là trai không mang được thôi chị ơi. Mũ nu cho hả? Đây đây đi, in cho bên này bóc đi. À, bóc đi. Nu cho chị đây này, nu cho chị Hà Nam Võ này, bóc đi, bóc đi. Nu cho chị Su Ly Huệ này. Nu cho chị Văn Bêu này. Rồi chị Văn Bêu nè. Rồi Thắng Nguyễn có rồi đúng không? Chị Tăng Nguyễn Bixi nè. Chị Trang Nguyễn Hà nè. Cho chị Chi Phạm nè. Nô cho chị Thu Huyền nè. Nô cho chị Trinh Trần nè. Dạ chị ơi 79.000 con thôi. Nô chị Tâm Quyên nè. Nô chị Nhỏ Phương nè. Nô cho chị Nguyễn Thúy Hằng nè. Mũ nô cho chị Anh Nhung Phạm lên. Bò chị ơi. Nỉ thì yên tâm dài. Cho chị Hồ Nhung lên, để chị lên thông tin trên live cho em nhé. Chị Tiết Trinh Phạm. Trai mang được, gái mang được, cho chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, cho chị Trang Thu, cho chị Ngô Thắm. Hết đâu còn cái đang mang. Cho chị Hà Hương Hoàng Nguyễn, chị nào không có ngày mai nhé. Chị nào không có ngày mai trả nó 500 con, nhưng mà sẽ là những cái tông màu khác. Sẽ là những cái tông màu khác. Lên Nam em lên rồi. Sẽ là những cái tông màu khác nhé. Rồi chị nào lấy cái này. Ngày mai trả sau là sẽ là tông màu khác. 79k con chị ơi. 79k con nha. 79k con. Rồi chị nào lấy cái nào. Ôi cái màu này màu gì đẹp ta? Màu vịt à? Màu này như hồi tối không có. Có. Đẹp ghê luôn. Không có, màu này màu lạ. Cái mẫu đợt là mỗi đợt là cái tông màu khác nhau nha, hết màu nu rồi chị ơi. Đếm cái này bỏ qua cho em chữ nha. Các kiểu chữ khác nhau như vậy mà nữa. Cho em hai kiểu chữ đi. Từ từ cho em xíu lên mã vịt cho Nguyên là được. Đâu không cần chia, nhưng mà để cho khách thấy là sẽ có cái chữ khác nhau được. Đây này, đây xem nè, từ 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 đây này, các kiểu chữ như vậy mình cứ lên xanh 3158 bao đẹp luôn. Vậy mình giá đi, vậy mình lên mã vịt mua vài con, em nói thiệt sự luôn, mua vài con lên vịt cho Nguyên này. Chúc vịt nè, vịt nha, lên vịt, lên vịt, lên vịt nè. Vịt cho chị Trâm Long nè, vịt cho chị Tình Mai nè, vịt cho chị Thị Sương Lê nè, vịt cho chị Thị Tĩnh Hồ nè, cho chị Ngô Phương Trinh nè, cho chị Nguyễn Trinh nè, cho chị Mai Lê nè, cho chị Thúy Viên Nguyễn nè, Thúy Viên Nguyễn, 5 con cho chị Nghĩa Phan, 5 con rồi bỏ y cọc nữa, ghi cho chị Nghĩa Phan, việc cho chị Tâm Nguyễn Bixi, cho chị Vũ Xuân, việc cho chị Nguyễn Ti Ti, việc cho chị Ly Ly Nguyễn, việc cho chị Xuân Nguyễn, khách mới lên đơn kèm cả địa chỉ trên live cho em nhé, chị Chiếc Phương cái, cho chị Nguyễn Trinh cái, chị Thái Hà Đỗ, cho chị Thu Huyền, cho chị Quách An A, cho chị Quỳnh Như Trần, đấy, Quỳnh Như Trần, còn cái nữa không? Còn cái này nữa không? Cái sao nữa không đấy? Quách An An, đứa nó Quách An An không? Màu sau là màu khác, sao màu đây à? Màu này luôn. Cho chị, không cái Quách An An còn một cái nữa. Còn sau cho chị Trang Nguyễn Hà hết màu vịt. Đánh nhanh lên, đánh đi. Hết màu vịt nhé, hết màu vịt nha chị em mà nói. Không, đẹp, em nói đẹp lắm luôn ấy. Như hồi tối là bị mềm mềm bếp đít rồi đó. Khóc luôn đó. Ừ. Chừng nữa nó ăn. Tôi lên phố. Xong cái này em lên thì em mình giữ nhiệt bát. Em đọc tên là có, chị nào không có em nói thiệt nữa để chị em mình kêu là nhiều chị hỏi quá ngày nay em nói là chút đơn chị nào không hỏi hết đi. Để còn thôi. Nhưng mà em không biết là tối nay người ta trả trước cho em 100. Thiệt vì là em đặt tới nghìn mấy con luôn mà trả ít á. Về bán chứ không? Từ từ ngày mai đi đơn cho em. Ok chị. Ok mang chút đơn nhé. Chị ơi chị add Zalo qua cho em đi. Cái số điện thoại của em ấy. Add Zalo qua nha. Add Zalo qua nha. Vô trong phòng. Gì đó nữa? Rồi. Này. Vô phòng vệ sinh. Đó, nè. Hai bữa đều như nhau cái mẹ đánh biết á. Thì là nhiều chị kêu ủa sao hỏi nó bảo là hết mà giờ tối nay nó like, em không nghĩ là lãi luôn. Thì em định Nam hết rồi bốn ơi. Thì em định là mai em mới like. Về nhưng em định là ngày mai để sẽ có hàng thêm để em like một. Vinh cái áo lên Nam à. Chừa cho Vinh cái áo lên rồi đó. Trời cho Nguyên con này lên mã cốm cho Nguyên nhá. Quần viên nữ từ từ chị ơi. Có nhưng mà em lên từng mà. Ủa chứ không bán hàng rồi lấy gì mà ăn trời ơi.
Cái giờ muốn gì? Ăn còn ăn gì nữa hả? À? Vài bữa ăn, lấy gì ăn? Chứ không bán hàng nghèo làm sao? Nghỉ một ngày nữa thôi, để bữa nào mà nghỉ. Cốm cho chị nghỉ á, nghỉ phan. Rồi cho Nguyên cốm nè. Lên mặt cốm. Đi nhà đi đi. 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 Ủa cái vụ gì nữa? Thêm từ từ rồi tính rồi nghỉ. Từ từ tính, đi vô phòng đi. Đánh rang đi, đi vô đánh rang đi. Hồi tối cũng như thế nha, giờ tới giờ rồi đấy. Tới giờ lại rồi đó. Rồi xanh cốm cho Nguyên nha. Mới vừa bán. Rồi cốm này, chốt cốm đi sao. Rồi còn mấy con cốm? Mấy con? Đánh mấy con cốm, kiểm tra mấy con cốm kìa. Cốm nè, cho Út hâm con nè. Có 5 con cốm thôi. Chày Trăm Long nè, chày Phan Hiền nè. Phan Hiền nè. Cho Út hâm nè. Tối qua chốt được, dạ nhà em đang chốt đơn chị Triều Thanh. Hết chưa? Đang xin nguyên con. Cho chị Văn Beo nữa hết cốm. Đấy. Văn Beo nữa hết cốm. Có phải không? 5 con chứ mấy? 6 con à? Cho chị Khuê Mai. Rồi ok hết. Hết cốm luôn nha dạ mình ơi. Rồi cho em màu nâu. Đẹp. Đẹp lắm. Con phải giỏi. Ừ, giỏi lắm. Thì hồi trước lúc ấy là nói thù hồ hởi đồ ngon lắm. Dạ dạ, sáng giờ chở hà cũng dạ. Nó cũng dạ. Dạ con biết rồi, con biết rồi biết. Con 20 con đó. Màu nè, đẹp chưa? Màu cốm mấy mét rồi. Màu lên màu nu vô nguyên cái toàn màu đẹp thôi, hai mũ. Sao anh cái này mang vô tư bốc, cái này to nhỏ gì cũng mang được hết á. Con này to nhỏ gì mang được hết á. Cái này to nhỏ gì mang cũng ok hết. Nâu 5 con luôn cho chị Nghĩa Phan luôn chị. Nâu 5 luôn cho chị Nghĩa Phan luôn. Rồi chị nào lấy cái này 40, 60, 62 gì mang cũng ok nha. Rồi con này mà đi có 79 với tôi. Chút mã 79 cho Nguyên là được nha. Mai nót về nót chứng cuối nữa là hết rồi. Ok nâu cho chị Nghĩa Phan 5 con chưa. Bên nó nhảy rồi, bên này chưa nhảy rồi nè. 20 con đúng không? 15 con đúng không? Chị Thu Xuân lên cái nâu này. Cho chị Thuận Mai cái nu nè. Cho chị Hiền Hảo Bobodo cái nè. Cho chị Hồ Nhung lên thông tin chưa ta? Dạ nhà em ngày mai nhà em chốt đơn cũ nha. Còn cái live trưa với ngày live tối thì chắc ngày mai chậm là ngày mốt. Cái gì mà nói chị Chi Phạm nè. Cho chị Thu Mai nè. Chị Võ Thường chưa? Cho chị Lan Lê bỏ chân anh màu đen. Cái trúc anh màu đen á. Bỏ trúc anh màu đen. Cho Lam Uyên. Cho Lam Uyên. Cho Mai Lê. Cho Phan Hiền. Cho Phan Hiền. Phan à. Hiền cho chị Lam Uyên. Lam Uyên rồi. Lam Uyên rồi hả? Cho chị Tâm Nguyễn Quý Si. À. Cho chị Trương Thỏ. À. Cho chị Đỗ Thu Hà. À. Cho chị Ly Ly Nguyễn. À. Không còn đủ ba áo không? Còn một cái nữa. Còn một cái nữa thôi chị. Cho chị Tuyết Nguyễn với chọn màu khác chị ơi, hết màu nu. Lấy ba cái cho chị Luyến Kim Nguyễn. Ba cái chị Luyến Kim Nguyễn. Luyến Kim Nguyễn. Bốn cái luôn cho chị Luyến Kim Nguyễn luôn. Bốn cái Luyến Kim Nguyễn. Cho chị Phan Trang nữa là hết. Bé Anh chị Hai à? Hồng Anh à? À còn cái nữa nè. Bỏ cho bé Anh luôn. Bỏ luôn cho bé Anh luôn. Bé Anh, Hồng Anh. Bỏ cho Hồng Anh luôn. Ghi cái này cho Hồng Anh. Rồi còn màu chứ nữa chị cho em màu đen. Sao? Cái này là 79 nhờ. Đâu hết rồi, 79 nghìn con vậy rồi. Rồi cho Nguyên màu đen. Chút đen dùng Nguyên xong em này em lên chị em mình giữ nhiệt luôn nha. Xong em này em sẽ lên chị em mình giữ nhiệt cho bé luôn. Chờ một xíu nha, em lên từ từ từng mã vậy mình ơi. Xong mã này con lên giữ nhiệt cho bé luôn nha. Bao chắc luôn chị em mình con này. Cái này bao chắc luôn chị em mình con này luôn. Mà Nguyên mang hết rồi hai mũ. Nguyên đây chị em 79 con. Rồi cho Nguyên con này đen nha chị em. Ơi đây đây, nâu chị Hà Thúy không có chị ơi. Mấy cái tông màu này thì là con trai mang được, con gái mang được. Dạ không có màu đỏ. Màu đỏ chắc là tối mai có màu đỏ đô. Thôi báo kho báo là có màu đẹp, màu lạ. Màu đỏ đô lạ, ngày mai có. Đó, dở chính hồi tối rồi đó. Y rồi tối.
hồi tối cũng đó mình mà bị vết roi đó, không có tô màu, tối nào cũng coi con tô màu vô đi, vô xí nữa rồi cái này màu đen à. Từ từ chờ một xíu, màu đen nhá, 30 thung nam hả, tối nay không lên. Rồi chị nào lấy cái này lên đen cho Nguyên nhé. Có khoác nào đẹp xinh vừa để Vinh hả? Khoác mà cỡ Vinh hả? Rồi để có con bỏ nhé. Rồi cho Nguyên con này đen, màu đen là màu dễ mang. Đó, con trai con gái gì mang được hết. Chuyển qua màu đen giúp Nguyên nha. Đen cho chị Đặng Văn này. Đen cho chị Trinh Trần này. Đen cho chị Len Ken này. Chị ơi chị chốt chuẩn giùm em đi chị. Đen cho chị Hà Thúy nè. Đen chị Hà Thúy này cho chị Đặng Văn này. Cho Đặng Văn này. Đặng Văn có rồi đúng không? Trinh Trần có rồi đúng không? Đặng Văn có rồi cho chị Thanh Xuân này. Chị Thanh Xuân này mà em đang mặc hết rồi. Thanh Xuân cho chị Văn Bêu này. Văn Bêu này. Đen chị Trâm Lâm này. Chị Thúy Nguyễn này. Chị Lý Trần này. Chị Phương Y Phạm này. Chị Hà Thúy có rồi này. Cho chị Trương Thỏ này. Cho chị Lanh Lê này. Lên đơn kèm địa chỉ cả số điện thoại chị Lanh Lê, chưa có thông tin gì hết nè. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em nha. Chị em ơi, lên đơn kèm cả địa chỉ cả số điện thoại hết trên like giúp Nguyên nha. 79k con, 40 độ lên, 60, 62 mang ok luôn. Nha, chị nào lấy cái này cứ lên luôn Nguyên đen là được. Cho chị Trang Minh nè, cho chị Thị Tĩnh Hồ nè. Trang Minh thì tỉnh hồn rồi, ok chị nào chưa có lên nhanh tay cho Nguyên nhá, giá em đi chị em 79k con thôi. Rồi chưa có đen lên đen cho Nguyên là được, cho em màu rêu luôn, chị toàn màu đẹp thôi. Đen cho chị bên này nó nhảy lao ghê á, đây này nó trên mấy chủ thấy nhảy rồi mà giờ bên này không, đây này không nhảy. Từ từ để yên, trốn cái chi đó gì, bên này không nhảy sao rồi, còn mấy chị đằng sau ở trên mấy chủ nó nhảy rồi mà bên này không nhảy nè. Chị ơi, lên lại số điện thoại giùm em cái. Lên lại từ từ, nó không nhảy bên mấy chủ thấy tên mà giờ. Ok, Liên Kim Nguyễn là một đen bên nào. Đen rồi cho Phương Phan, Phương ghi, Phạm. Cứ ghi đi, những chị sao không in view được, ghi đi. Đây chị Phương Phạm, đây chị Phạm Huyền. Cái này không sai đâu chị, 40 độ lên 60, 62 chị em đang ok hết con này à. Hết. Cho chị Quỳnh Như Trần nè, cho chị Phương Phạm nè. Bên này không nhảy comment. Ừ, tới giờ rồi đó, tới giờ giờ chứng rồi đó. Tôi nghĩ hồi nãy cái Phạm Huyền à, Phạm Huyền. Rồi màu rêu cho Nguyên nhá, chị nào lấy rêu comment rêu. Việt Nu giờ làm gì còn Việt Nu trời. Việt Nu là cái gì ta? Hồi nãy giờ có gì Việt Nu 79 không ta? Không có cái nào 80kg vừa. Đen chị lớp phan. Đen luôn chịu lớp phan luôn. Cái gì mà giờ còn Việt Nu tời. Trời ơi là trời. Không biết nếu chờ lại chờ bơi chờ hai câu nó không xíu về đậu. Mà hồi công an đó được đi. Em phải ở nhà. Mai Duy nghỉ rồi. Chị nghỉ rồi. Nguyệt uống à. Rồi chị nào lấy cái này lên reo nhá. Chốt reo. Vì ăn ít ít tôi nghe. Rồi chị nào lấy cái này lên reo dùng Nguyên nhá. Mà Nguyên đang mang hết rồi. Chị nào không có là qua ngày mai thì lại có thêm vài màu mới. Rồi chị nào lấy cái này lên comment lên reo dùng Nguyên nha. Chúc reo luôn dùng Nguyên nhá. 40 độ lên 60-62 chị em mình đều mang ok. Mùa này mang cái này quá là ok. Rồi lên reo dùng Nguyên nhá. Chị nào lấy reo chúc reo comment reo nha. Chào Duyên xinh đẹp kìa. Ruby Thám chào Duyên xinh đẹp kìa. Rồi chị nào lấy reo chút reo comment reo dùng Nguyên này, chút reo nè. Reo 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 cho chị. Reo chị Lê Huệ nè. Yến đó đang chạy. Cho chị Kim Chi. Ôi bắp luôn chứ tôi ngồi vừa in vừa đếm à. Hai reo chị Ti, Ti nữa là 4 nè. Cho chị Hà Thúy 5 nè. Cho chị Tâm Nguyễn 6 nè. Cho chị Xuân Nguyễn 7 nè. Cho Nguyễn Thúy 8 nè. Cho chị Tâm Quyên là 9 nè. Cho chị Tinh Trần là 10 nè. Cho chị Lan Can 11. Còn 9 con nè. Còn 9 con nữa hết màu reo. Chị nào lấy reo comment reo dùm Nguyên nhé. Còn 9 con màu reo nữa là hết. Chị nào lấy reo lên reo cho Nguyên. Còn 9 con màu reo nữa là hết. Và dán đi luôn chị em mình là
79 nghìn thôi. Chốt nhanh tay em rồi. Ai? Tâm Quyên. Tâm Quyên không thấy. Màu reo chị canh hình. Rồi, còn 8 con. Còn 8 con màu reo nữa là hết reo nhé. Chị nào lấy reo comment reo chung là được. Giá em đi luôn chị em mình là 79 k con, mua 2 con 3 con để dành. Rồi cho nó mà. Rồi màu cuối cùng, màu xanh cuối cùng lạ. Màu cuối cùng màu xanh lạ. Dạ chị ơi 79 nghìn con thôi. Yên tâm chắc, yên tâm giá luôn. Reo chị Lan Can có rồi, còn 8 con màu reo nữa là hết. Rồi trong nguyên màu xanh lạ. Ba reo cho nghĩa đòn. Ba reo cho nghĩa đòn nữa là còn 5 con reo. Nghĩa Phan, Nghĩa Phan, Nghĩa Phan cho vị nghĩa đòn nha. Nghĩa Phan. Rồi cho chị Bình Yên. Cho chị à, Bình Yên Kim Thoa Kim. Bình Yên Thoa Kim. Bình Yên Thoa Kim cho chị Trăm Lâm. Rồi còn nó một con reo nữa là hết. Hết reo nha. Rồi màu lạ là màu cuối cùng. Màu lạ là màu cuối cùng có 15 con rồi. Hết rồi đúng không? Hết rồi mà. Con Phạm Quỳnh hết. Phạm Quỳnh. Rồi cho nguyên con này màu cuối cùng. Màu lạ, màu cuối cùng có 15 con thôi nha chị em mình ơi. Màu này có đúng 15 con, chị nào nhanh tay có nhé. Màu này có 15 con màu reo, chị nào lấy reo comment lên reo nhá. Giá em đi luôn chị em mình. Ơ lộn lộn. Màu này lên màu lạ. Nha chị em mình ơi, lên màu lạ. Chốt màu lạ cho Nguyên nha. Chừa cho chị Ti Ti rồi nha, 30 con rồi hay lấy thêm. Hay lấy thêm. Rồi cho Nguyên con này màu lạ cho Nguyên nè. 15 con thôi chị. Màu lạ có 15 con thôi. Ba cái màu lạ cho Nghĩa Phan, hai cái màu lạ cho Ti là hết 5 con rồi. Gì? Màu lạ. Cho Nghĩa Phan kìa, ba cái màu lạ cho Nghĩa Phan. Hai cái cho Ti Ti. Rồi ok lạ nè. Màu xanh dương nè. Cho chị Quỳnh Hương nè, cho chị Hát Thắm nè. Cho chị Út Khâm nè. Chị Thị Tĩnh Hồ nè. Cho chị Thi Nguyễn Huệ nè. Cho chị Hiền Thảo Popodo. Chị Tâm Nguyễn nè. Chị Thúy Hằng. Chị Thanh Uyên. À, còn cái đang ta. Chị Hát Thắm có rồi đúng không? Hát Thắm có rồi. Chị Lê Huệ. Hết. Hết màu lạ luôn chị ạ, mình hết màu cuối cùng. Rồi còn giờ chỉ còn màu đen. Giờ còn được mấy con màu đen nữa là hết nhá. Chị ơi 79 nghìn cái. 79 càng cái. À, Nghĩa Phan. 79 càng cái hết màu này luôn chị ạ, mình nói chị không có chờ qua ngày mai luôn cuối cùng. Ngày mai lô cuối cùng 500 cái. Sẽ có cái màu đỏ đô nha. Ngày mai, tối ngày mai là sẽ có 500 cái trên lô cuối cùng nha. Rồi em qua nha dạ mình ơi, tương tác cho em. Em lên áo giữ nhiệt bát, rồi lên ring nha. Lên áo giữ nhiệt bát, lên từng mã. Trời, em nó mê con này luôn. Em nó nhận hàng con này đảm bảo mê luôn. Nó xịn dễ sợ luôn. Cho em lên cho cọc 28 độ lên 45 độ về chị. Cứ 28 độ lên 45 độ về là có sai. Mã nào cũng như thế, đúng là tuyệt vời luôn, đỉnh luôn. Em nói là hàng Quảng Châu cao cấp. Thế. Ờ. Thì đổ sâu sâu không có, thôi chị em 28 độ lên. Nu đang mặc khách chốt luôn rồi đúng không? Chốt rồi. Mà Nguyên đang mang khách chốt luôn rồi chị ơi. Ui là trời bé trai. Em nói mang con này giờ làm gì biết là. Ai không lấy được cho thằng Nguyên luôn. Ngày mai có size lớn, chị ấn cùng một size. Không có cái size nào 8 mấy ký đâu chị. Không có 80 ký. Nhìn hàng cho Nguyên nè. Nhìn hàng cho Nguyên nè. Con này hàng Quảng Châu cao cấp luôn. Trời ơi. Này vào nhanh con này như vậy em ơi. Còn đúng 100 con nhá. Xịn lắm. Mà toàn size to cùng. Hàng xịn ở trong lót nhung nhá. 28 độ lên, 45 kg độ về có size. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã phối nôi dùng nguyên nhé, kèm size. Con trai như vậy mà nói phối nôi kèm size. Thôi đừng có bảo ai ai xả nên xả miết thôi. Thôi nào có nôi lên tính sao, đừng có nói xả là bị xả miết thôi. Không phải, màu đang mang này. Màu bò 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 đang mang này. Rồi cho nguyên con này. Nè, xịn lắm. Trời ti ti luôn. Trời ti ti. Em đi giảm 85 nghìn con. Em nào con này ít nhất chị em mình đi mua 150 nghìn cả. Xịn lắm. Hàng Quảng Châu xịn. Có con ri thì ti ti. Rồi cho em ri ha. Này xin lỗi. Có gái chị, có gái có trai luôn. Rồi, rồi, rồi lên mã gái nu cũng từng size nó size luôn. Gái nu kèm size nhá. Comment mã gái nu kèm size. Nha, rồi lên mã gái nu kèm size.
nha nè. Có cả không làm hết rồi, hết rồi nè. Có số 3 kỹ rồi. Cái nồi tôm làm nè. Cái này lên mã gái cho Nguyên đi, kèm size. Gái kèm size, chút mã gái kèm size 85.000 con. Lên mã gái kèm size 85.000 con. Bóp hết, như vậy phân size hết luôn cho em nhé. Size gì đó sao? Số 3 đó. Cái nồi kho nó báo về tới 80kg, 85kg. Gái nu nè, chốt gái nè. Gái. Cho 43 chị Phương Linh Minh. 43 chị Phương Linh Minh. Ri à, ri không đủ rồi chị ơi. 43. Không, cái này được anh đây. Cho chị Phương Linh Minh. Không có cặp đâu chị ơi. Giờ mua 3 cái ăn khó. Cho 3 size 33 chị Lâm Thu Thí. Em nói này những chị ví dụ giờ lấy sĩ, lấy ri gái hoặc ri trai gì đó cho khỏe. Chứ giờ đang ít ví dụ chị em bóc ri mà lên sao khách đã bóc một cái ra là đem bị nát ra rồi. Nha, xe 3 gì Lâm Thu Thí chưa? 32 hết rồi, 28 gì lớp 3. Chốt cặp khó lắm. Giờ chốt cặp khó lắm, cái này còn cái này mang rộng rộng mới đẹp, mang ôm đẹp. Dòng này mang rộng rộng nó mới đẹp. Bỏ cho chị Nghĩa Phan ri gái đi chị, cũng phối phối này. Đó, ri gái, ri gái, y kiểu mà. Y kiểu mà. Cái này cho chị lớp 3, còn size chưa đó, không có size nhỏ. Còn một cái size 45kg thôi. Còn một cái size 45kg như vậy mà nó. Gái 45kg còn cái. Chị nào lấy gái 45. Có gái 45 không chị em mình ơi. Gái 45 vậy mình ơi, có ai 45. Còn cái gái 45. Chị nào lấy gái 45, chút gái 45 cho Nguyên là ok, đẹp cực kỳ. 45 thôi chị Tâm. Có 45. Cho thấy trường. Treo lên cho em. Rồi lên mã phối hồng kèm size. Hết rồi chị. Phối hồng kèm size, cái này còn ri đẹp, đẹp cực kỳ. Sen nam, sen nữ, sen nam, sen nữ giùm em. Sen trai, sen gái cho em. Rồi lên mã gái hồng kèm size. 28 độ lên. 45 độ về. Trời ơi, nhà chị em mình nhìn hồng hàng. Hồng nha. Chuyển hồng dùng nguyên toàn bộ là hàng Quảng Châu xịn sò hết ở trong lớp. Nhưng cái này không có 12kg đâu chị. Hồng 45 chị Mico Trần đi chị. Hồng 45 chị Mico Trần không có xe nhỏ nha. Cái này mỗi xe đại xe cù. Chị ơi, chị Thúy Trương ơi, làm gì có. Bỏ chị Thúy Trương ra đi. Thôi nu nãy. Chị ơi, chị chốt chuẩn cho em nha. Nữ chứ. Bỏ cho chị Mico Trần đi. Hồi nãy bỏ chị Mico Trần không có rồi. Hồi nãy chị gì ta? Chị gì Linh ta? Phương Minh Linh à? Phương Linh Minh luôn. Ok. Chuẩn nha. Hồng hết rồi, không đủ ri chị ơi, không đủ ri. 38 chị Nhung Ngô. 38 chị Nhung Ngô. Không đủ ri chị em mình, ví dụ sĩ cần lấy cho chị ri gái là ri trai, ri gái trai còn màu đẹp thôi. Chứ giờ mà đã mình sĩ mình lên sao bị nát hàng ra rồi, ok em chốt nhá. 28 cho chị Phạm Quỳnh. Rồi còn size gì đó? Phạm Quỳnh nè. Còn cái size 32 đổ về. 30 không? 30 đổ sâu sâu. Giờ chốt cặp khó lắm. Màu có đẹp không? Đẹp. Màu thiệt ấy. 85.000. Ôi là trời, con này mà đi 85.000 thôi. Sao thế ta? Thế đi nhập được cái giá gì thì đi giá nấy chứ em mà kiện bả. Bỏ gì ti ti hai đi trai hai đi gái vì nó xịn quá. Bà này bà kêu hai đi trai hai đi gái gì ti ti đỡ cái nào chưa phân ấy, chưa phân chẳng gì. Hai trai hai gái. Hai trai hai gái gì ti ti cái nào mà chưa phân sai á chẳng gì. Hai trai hai gái toàn màu đẹp không à. Nên là khỏi phải lăn tăn. Rồi cho nguyên con này cam nhé. Ai bóc cái màu mà chưa phân sai chưa kê sai chẳng gì. Cam này. Cam Nguyên nói thật sự màu nặng trai gái gì mà ăn được. Ri hồi nãy cho chị Nghĩa Phan có ri gái rồi bóc, giờ bóc ri trai thêm cho chị. Thêm ri trai chị Nghĩa Phan. Em bóc các màu chứ. Ok. 4 ri 4 màu. Không. Cho chị Nghĩa Phan. 4 cái 4 kiểu khác nhau chứ. Yên tâm. Cam kèm sao? Cam 40 chị Tâm Nguyễn Bixi.
K40 cho Tâm Nguyễn Đức Xây. Đẹp cực kỳ. Em nói mua cái con này giờ làm gì biết lạnh. Ở trong thì lớp nhung, ở ngoài là da cá tàu. Mai nhà em tranh thủ chút đơn chị nha. Mai nhà em tranh thủ chút đơn nha. Thì cái gần cuối năm người thì đi đám cưới, người thì đi đám chập mã, người thì con đau nhập viện, cho đủ các kiểu hết, thiếu người. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Comment mã này lên mã chữ K. Thôi làm buổi tối, buổi tối vậy. 28 Nguyễn Tị Tị. Hết 28 luôn rồi nha. Rẻ thiệt, cứ nhận con áo này về đi chị ông nào. 40 hết rồi, 45. Không 45, nhận hàng con này về đi. 45, 30. Đẹp lắm, hàng Tàu nha, hàng Quảng Châu á. 25 hết rồi, 28 đổ lên nha. Chị em mình yên tâm, em nhập được giá nào là em đi. Vừa săn được hàng rẻ em trên mấy nghìn nữa, đâm ra chị em mình mua được gần như vậy giá sỉ rồi. 25 em hết rồi. Còn 45 với 32 nữa thôi. Cam còn 45 với 32. Còn 45 với 32 cho màu cam còn được 2 cái. 45 kg và 32 kg đổ về. Còn được 2 cái màu cam nữa lại. Rồi cho em màu chai đó hả chị. Màu nước chai à. Cho em lên phát nè. Cho em một cái thôi. Cho em một cái thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên mã xám chai kèm size. Con này cũ 2 phân. Cam 45 cho Tâm Nguyễn. Con này cũ 2 phân như thế này nè. Chị ơi, ở trong lót nhung ở ngoài là da cá tàu. Xịn lắm. Em nói nè. Chị em mà nhìn vải này. Cái này từ 20 này từ 20 độ lên 38 40 độ về nhá. Rồi lên mã xám chai. Con này gì đó mấy 20 độ lên nè. 22 độ lên nó 20 rộng lắm chị. 22 độ lên. Này chắc là dạ mình nhìn nè. Chị ơi chốt cặp giờ không có đâu. Giờ chốt cặp khó lắm. Xám 40, xám 40 cho Thu Thảo. Xám 32 cho chị Xuân Thu. Không. Đâu có, đang cầm cái size nhỏ nhé. 32 chị Xuân Thu có không? Không có à, 32 chị Xuân Thu không có à? Không, không có 32, không 35 rồi. Dạ, thiếu rồi. Chị Xuân Thu đang không có gì à? 28 có không? 28 có. 30? Không. 28 chị Chiếc Phương à? 28 là tới 35 luôn. Tới 35 luôn à? Thế còn 22 nè. 35 nè. Làm chi đâu khó, tại vì hàng ít chị ơi. Tại vì hàng ít, trai còn 45, à trai này không có size to. Giờ còn size gì đó? 35 36 28. 28 35 36 với lại size 22 thì tại vì ít quá chị. Hàng này còn ít quá. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Mã này con cái à? 28 cho chi cùng có rồi. Mã này còn con cái size 28. Thì em nói này, em nói là mọi chị em mình coi like thì em chỉ gom cái like tối này với like trưa thì là bên em chốt đơn một lần nha. Còn cái đơn cũ là ngày mai nhà em cố gắng đại hết. Còn cái like tối với like trưa ngày hôm nay và ngày like tối thì nhà em sẽ dồn vô chốt đơn một lần nha. Chốt đơn là cái này con cá size 20 28 có đúng một cái đó. An Nguyên chưa có. Mã này có đúng cái, mẫu này cưng quá hề, phối cưng ghê luôn. Có con cái duy nhất nha, còn có cái duy nhất nè. Ở trong con này là nhung nha, hàng Quảng Châu không dễ mình nhìn nè. Con này đi mua 150.000 đó, nhận cái con áo về phê luôn. Chị nào lấy cái này đi chị em 85.000 bằng, rẻ hơn hàng xưởng. Em đang nói là rẻ hơn hàng xưởng nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Comment mã này phối 28 thì con cái luôn. Con cá lên mã thỏ này. Tám phối cho Nguyễn Trinh nha. Thỏ trên nó có một cái sao gì đó. Sao to với cái điện xanh đó. 45 á. Không có sao 28 đâu. 32 đổ lên nè. 32 đổ lên. 32, 40, 45 có 3 cá. Ơ thưa chị. Cái này con gái à. Mà này con gái à. Nhưng mà chị Trương thường nãy là con trai à. Đấy này con gái à. Con thỏ này con gái à ta. Con gái hết rồi. Thỏ này con gái à. Thỏ 32 nè chị Xương Thu nè. Thỏ 32 Xương Thu. Mã màu này trai gái diễn được ta. Mã này trai gái diễn được. Mã màu tím à. Được không chị Xương Thu, đang mua cho con trai hay con gái? Con gái. Chị Xương Thu thế thôi. 40 chị Tình Mai. Thỏ 40. Thỏ 40 chị Tình Mai. Con gái nha, còn thỏ 32, con gái gì Xương Thu ơi. Con gái nha, con gái nha. Ok không? Còn 45, còn 32 quay đầu chị Xương Thu lấy không? Có thể trai không được, cho chị Nguyễn Thúy. Còn cái xe 45 cho mã thỏ.
đẹp cực kỳ. Còn một cái size 45 cho Nguyễn Thọ, 331 cho chị Nguyễn Thúy. Ôi ngồi thiệt phèo phà. Thấy 35 rồi nha, còn 45 cái đổ về thôi. Rồi cho em mã cô gái này, ôi kinh quá. Cô gái này thiệt một xa 35 Thọ hết, thọ hết cả 35 rồi. Thấy thọ 35 rồi chị ơi. Còn thọ 45. Thế? Còn thọ 45. Còn thọ 45 kg à? Còn một cái thọ 45 kg. Ui là trời ơi. Cưng dễ sợ luôn ấy. Rồi lên mã cô gái kèm size. Chúc mã cô gái kèm size nhé. 28. Em đặt như thế mà sao chị em mình em không hiểu luôn ấy. Đây còn một câu này nè. Đó. Cô gái 35 chị Trâm Anh Ly. Cô gái 35. 35 chị Trâm Anh Ly. 35 rồi. Ừ, chị Trâm Anh Ly. Rồi chị nào lấy cô gái. Cô gái 40 cho chị Trần Ly. Chị ơi em bóc được cái gì em like cái đó nha. Em bóc được cái gì em like cái đó, giờ không có à. 45 cho em. Cũng làm cô gái cho Minh Lê à. Hết à, còn 45 còn cô gái đây mẹ. Ở đây nữa là bao nhiêu ký đó? 28 thôi. Còn cô gái 28 đó chị em mình ơi. Cái này Nguyên Đăng còn cô gái 28 thôi. 28 đó chị em mình ơi. 28. Sao nam nam chọn ra em kia. 28 kg đi chị em mình ơi, cho xíu trai chị. Đó. Cho sọc ba trai. 28 30 được á, chị Trần Thùy á, được. Sọc này 20 độ lên. 35 độ về. 20 độ lên, 40 độ về cho mã sọc ba trai này. Rồi lên sọc trai cho Nguyên nha. U là trời chắc nè chị em mình ơi, đang. Thì em thấy gì chốt rộng đi chứ. Nè. Ừ. Rồi chị nào lấy cái này lên cho Nguyên nè. Comment mã này là mã sọc dùng Nguyên nhé. Lên sọc cho Nguyên nhé. Chốt mã sọc cho Nguyên nè. Cô gái hết rồi nha. Hết cô gái rồi chị ơi. Sọc trai kèm size. Sọc trai kèm size dùng Nguyên nhé. Nha chị em mình lên mã sọc trai kèm size. Size này từ 20 độ lên 40 độ về. Phao nam giờ em không lên chị ơi. Sọc trai kèm size nha, 30 độ lên 40 độ về là ok. 20 độ lên 40 độ về. Hôm nay em còn lại tẻ thì bắt đi. Bắt đi. Rồi chị nào lấy sọc trai lên sọc trai. 32 35. Rồi chị nào lấy sọc trai chốt sọc trai. 23 cho chị Ngọc Thanh Võ. 23 chị Ngọc Thanh Võ. 32 cho chị Tình Mai rồi. 23 em hết rồi. Giờ hiện tại đang còn 28. 38. 28 cái độ về, 38 cái độ về là ok. Dạ. Rồi cho em mà. Ui mà thỏ gái cưng quá. Lên xem được. Trai 30 cho Thanh Xuân. 30. À. Cưng nhận hàng về đi chị em nó. Cưng lắm luôn ấy. Nè. U là trời cái tay đó nè. 25 độ lên. 25 độ lên được. Mấy cái độ về? 45 độ về. Tình Mai có rồi nha. Thỏ 28 hết rồi. Đây, thỏ đây. Thỏ 28. Thỏ đây, đây thỏ 28 này. Rồi chị nào lấy thỏ chút thỏ, con này cưng quá. Không có 25 đúng không? Thỏ 35 chị Trâm Anh Ly. 35. 35 chị Trâm Anh Ly. 40 chị Miên Trương, thế còn 45 thôi. 40 cho chị Miên Trương. Rồi còn 45 thôi. 85 nghìn. Còn 45 thôi chị em mình ơi. Còn thỏ 45. Thao nam em còn lại tẻ lắm. 45 có chị nào lấy 45. Cho em thỏ tím luôn đấy chị. Còn mấy cái mã gái thì nó cho lên luôn nè. Rồi cho nguyên con này lên mã thỏ tím luôn. Đẹp cực kỳ. Em nói đẹp cực kỳ với giá 85 nghìn một em. Chị Thu Thanh Dương có rồi đấy chị ơi. Chị Thu Thanh Dương có rồi nha. Thỏ tím 25.
cho anh Phương. 37 cho chị Bông Nguyễn. 45 chị Thanh Nguyên. Thanh Nguyên là 597 á, ghi Thanh Nguyên 597. 45 á, Thanh Nguyên. Thanh Nguyên 597. Ừ, còn size gì? Size 32 à. Ô chị Tâm ơi, chị Tâm chốt cặp luôn con à, để chị Vy trả. Chị Tâm chốt size chi? Chốt cặp 45 với 28. 32 Vy trả. Mà chị chọn màu nó thì khó. Vy trả à. Tím em hết rồi. Còn hỏi màu chi nữa chị? Hỏi hết rồi. Hỏi quá cái kia rồi. Cái hàng này, cái hàng hình như là cái hàng 105.000 mình đi đó chứ chứ gì nữa. Đây nè. Chị chốt cho chị, cho anh Tình vô trắng cho một. Trang gì đặt lên trang cá nhân đi chị. Trang nhà em sẵn nhưng mà đặt lên trang cá nhân đi. Đó, hỏi chị qua lại mạng nào thì chưa cho chị hát tá. Lên mã gái hồng cho Nguyên. Đẹp. Đẹp lắm luôn. Rồi cho Nguyên con này gái hồng. À, chăn hay là chị em rút cho em cái chăn đi. Chăn chi? Chăn, chăn tiếp. Rút cho em vài cái. Cho em vài cái. Rồi lên mã cô gái. 40, 40 chị Tâm Nguyễn. Rồi lên mã gái kèm size. Cái trai còn ít lắm chị. Còn lại lại, Tâm Nguyễn mới xây nãy giờ Tâm Nguyễn mới xây không á. 25 với lại 45 chị Minh Ly. 25 45 chị Minh Ly. Cái chị Minh Ly. Rồi còn 32 ký đổ về nữa thôi. Còn 32 ký đổ về nữa thôi. 85.000 nhận hàng về đi chị mình ơi. Những con áo nó đã lắm. Trời ơi con này đi học đi chơi cũng đẹp hết. Mà xịn hàng Quảng Châu mà đi có 85.000 con thôi. Em mở mở mắt ra mà hiện được đi. Xe mờ mắt chưa mua được gì. Chị trời. Trai nãy giờ cũng lên sang xe. Trai ít lắm. Trai hơi bị ít. Chờ 85 nghìn. Còn cái xe 32 thôi chị em nè. Đây 32 35. Cho một khác. Cho chị chip phương. Đen trai đi chị. Đen trai đi chị em mình cho trai. Rồi chị nào lấy đen trai chút. 22 đổ lên 40 độ về đúng không. Trai đen. Trai đen. Quần áo em đang không chị ơi. Trời cho Nguyên con này trai đen. 20 đổ lên. Nhận hàng về đi chị em mình. Con này thì là chị em khỏi lo con mình bị lạnh. Em nói thiệt luôn. Mang con này là khỏi lo con mình bị lạnh. Ở trong con này là lót nhung rồi. Mang con này không biết lạnh đâu. Mà chị em mình nhìn cái độ giãn của hắn nè. Sướng chưa. Bộ hồng quần bo tìm tay. Chặt đang lại lại. Rồi chị nào lấy trai đen. Trai chung là được, trai đen, chăn là 175.000 cái gì. Trai đen nhá. Đen 32 cho chị 20 độ lên. 40 độ về là có sai. Này còn 35 cái có 32. Không có 32 chị Sương Thu nghe. Chào. Không có 45 luôn. Cái 27 từ có 37 có. 27. 27 về Kim Tiến Nguyễn. 33 đâu có đâu đúng không? 28. Không có 12. 28. Hết 28 nữa. Ôi là trời. Ôi là trời. 3335 nữa. Còn 3335. Chị ơi kèm sai. Hang rồi á. Kèm sai nha. Kèm sai nha. Rồi ok chị nào lấy chai đen. Còn lẻ như thế này thôi. Còn lẻ như thế này thôi. Chị Nga Nguyễn không có thông tin đâu. Chị Nga Nguyễn như khách cũ ta. Lên lại thông tin giùm em với. Đấy sao đứa đỡ tốn tiền. Nào xin chú hồi nữa. Trăng là 2m 2m2 chị. Trang 2m 2m2. Đã 35 hiệp đó chị ơi. Trang 40 còn, 40 còn không? 40. 40 cho chị An Nguyên kìa. Dạ chị ơi 85.000 con. Con này đẹp lắm. Chị ơi mình nhận hàng nguyên vải bao chắc luôn chị ơi mình. Bao chắc bao khôn bao giá luôn cho chị ơi mình. Cái giá lên luôn chị ơi mình là. Còn 1 20. Còn cái 20 rồi. Chuyển màu tiếp màu cho em đi chị. Còn cái bé trai size 2 chị em 85.000 đẹp lắm. Mua hàng, nhận hàng về cho Nguyên nha chị em ơi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn chị. Bao nhiêu ký? 32. Thôi cho Sương Thu cả. Cái màu nu à? Ừ. Rồi màu nu nè. Chị Sương Thu lấy màu đây chị Sương Thu hả? Có màu nu nha. Rồi màu nu trai. Nu trai nè. Ở trong con này là lớp nhung nhá. Toàn bộ là hàng Quảng Châu hết. Nha. Cổ của nó nè. Trời con này
mang ấm ru luôn được không chị Thu? Mang con này ấm ru luôn, tối thì nếu như mà cho nó mang ngủ thì mang con này khỏi mang khỏi đắp mền. Ok nha, khỏi đắp mền con nào luôn, khỏi lo nó bị lạnh luôn nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn giường nguyên nhé. Em mấy ngày nay có lạnh không? Không lạnh. Thế sao em mang cái áo này em thấy nóng mà. Này có gió mình ngồi nha đâu mà mặc tao mới không thấy lạnh. Hồi trưa chị mặc, hồi sáng chị mặc cứ ra là lạnh. Cứ ra là lạnh. Hết đi là mai có về lại chị ơi. Hết đi mai có năm. Có chị, từ từ là lên có hết. Rồi chị nào lấy chai lên chai cho Nguyên đi. À 20 độ lén. 40 độ vị. Rồi, ai chưa có trước rồi tiếp cho em gái. Rồi cho Nguyên cô gái màu tím. Nuse 35 có không? Hả? Nuse 35. Dạ chị ơi có rồi nhưng mà em nói này có 500 áo à. Mà khách nhà em toàn hết 35 rồi. Khách nhà em toàn đặt máy cá thì sợ em để em chốt cho những khách nào có đặt hàng. Chị Ngọc Hoàng không có lại màu nữa, em để lại cho chị cả xa hết tạm này. Nuôi cho chị 40 cho chị Thu Thảo. Trai 45 hết rồi. Rồi lên mãi gái tiếng. Cái này thì 22 độ lên hả chị? 22 độ lên, 22 là hơi rộng đây. Nếu mà hơi rộng xíu đây. 22 cái hơi rộng xíu đây. Rồi chị nào lấy cái này. Lên nữ gì nữa chị? Lên nữ gì nữa? Em lên rồi. Em lên rồi đó. Gái tím cho em chị. 25. Gái tím 25. Nụ 25 cho chị Hồng Nhung, Hồ Nhung. Rồi cho Nguyên con này gái tím kèm size. Lên mãi gái tím kèm size nhé. Từ 20 độ lên, 22 độ lên, phải 22 độ lên. Và 40 độ về nhé. Chị nào lấy gái tím cho gái tím kèm size. Gái tím cho chị Chi Phạm. Chị Ngọc Loan muốn trả lời đây cho chị. Rồi chị nào lấy gái tiếng kèm sai. Trai 45kg hết rồi. Rồi chị nào lấy gái tiếng comment gái tiếng cho Nguyên là được nha. Em đây luôn chị, em 85.000 thôi. Dạ em mới vừa like xong đó trai. Nói chung là like sen trai gái luôn đó. Gái 82 cho chị không có trai thôi. Rồi chị nào lấy chút nha trai. Gái heo. Comment nãy nè. Tím 23 cho chị Tình Mai. Hết rồi chị Ngọc Văn mình ơi. Chị có lên, chị có lấy màu đỏ không? Rồi em cứ lên đi, em đo một cái xuống cho chị đi nào là chị biết sao. Rồi lên mã này mã phối hồng gì nha. Trong mã này phối hồng kèm sao. Chị Ngọc Văn không có lại mã này em nè. Rồi cho nguyên mã này mã phối hồng kèm sao. Vẫn 28 độ lên, 45 độ về cho cái này nè. Rồi chị nào lấy phối comment phối cho Nguyên là được nha dạ mọi người. Rồi lên cho nguyên mã phối hồng. Chút mã phối hồng. Em Việt làm cái tiền đi ra đi. Hồng thương em đó chị. Thấy buổi tối không có ai là tranh thủ lên chứ bữa này. Rồi chị nào lấy cái này. Tiền thì cũng thèm thiệt quá anh chị. Thèm. Nhưng mà thương em hơn đúng không? Ừ. Rồi chị nào lấy cái này lên mã phối hồng nè. Comment mã phối hồng nè. Đó, đi làm mà em phải năn nỉ hết á. Muốn đi làm buổi tối là năn nỉ, thôi năn nỉ từ chiều á. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn giường Nguyên nè. Comment mã phối hồng cho Nguyên là được. Comment mã phối hồng kèm size khoảng là 28 độ lên và 45 độ về. Hồng 32 cho chị bé heo. 28 độ lên. 28 chị Ngọc Văn Huỳnh. 45 cho tiết mùa đông hết rồi. Đây 28 có rồi. 28 cho em em. Cái này sao mã đó? CL. À CXL. CXL là 37. 40 à? Ừ. Thế còn 40kg. Chị nào lấy cái này. Còn 40 độ về thôi. Nãy giờ Nguyệt xanh cái này em thêm đủ còn 40 đổ về. Em Nguyệt tội kìa. Rồi 40 được, 38-40 được chị kìa. Cho chị Phạm Thị Thanh Huyền. Phạm Thị Thanh Huyền. Phạm Thị Thanh Huyền. Đấy. Ui có cái bà thỏ vàng nó lên cho chị. Đấy. Chưa. Thỏ vàng kèm size 22 độ lên. 22 độ lên.
comment mã thỏ vàng 22 độ lên 40 độ về chị hả? Có áo dài nam đang không hết hồng hay lăng à? Hết hồng rồi tiết mùa đông rồi. Không có màu trắng đâu chị An Nguyên, không có màu trắng nhá. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này, comment mã này là mã thỏ vàng, chúc mã thỏ vàng kèm size nhá. Nó có nhiều màu đẹp quá ta. Chị ba lên 85 mà chấp miệng cái trời rẻ hơn cái mà mua cho thằng cu là 105.000 mà size nhí là size 13-14 có mũ. Nàng đẹp hơn, lớp nhung đẹp hơn. Rồi chị nào lấy cái này lên thỏ. Cái này mặc trong cái áo. Đúng rồi còn không. Cái này mang không đang sướng. Không, cái kia á. À, cái kia này chị em mình nhìn nè, mang không cần mang cái gì nữa hết á. Cái này ấm. Nè. Ấm ru ấm ro luôn rồi. Em thấy chị à thấy chứ. Rồi chị nào lấy cái này lên mã thỏ màu vàng cho Nguyên nhé. Vãn đã lắm. Nhận cái con áo về vậy mà nhìn nè. Chắc sướng chưa? Dài cuộn cùng con. Làm gì biết lạnh con này, từ 20 độ lên thôi đúng không? Con này 22 độ lên chưa? Con này 22 độ lên 40 độ về. Chị ơi lên kèm size, thỏ vàng kèm size 22 độ lên 40 độ về cho cái mã này nha. Cứ lẻ tẻ size đó là mỗi mẫu đường tập hai tập. Thật sự là hàng này mình đưa mua cái giá này phải lại có giá sale rồi. Lóc lông hả chị? Áo gió lóc lông á. Gió lóc lông có. Nhưng mai em chốt đơn cho khách trước rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Comment mã thỏ vàng kèm size dùng nguyên nhé. Lên mã thỏ vàng kèm size 40 độ lên. À nhầm 20 độ lên. Thỏ vàng 30 không có. Không có 30 rồi vô. Thôi ăn chút 30 đi vô. Thế có ba mấy đi vô. 35, 36 40 28 không đều size đúng. Không đều size. Rồi chị nào lấy vàng kèm comment vàng kèm sai. Rồi cho em mã khác, cho em một mã nữa thôi, các em chuyển mã một xíu. 32 không có à chị? 30 32 không có rồi. 32 rồi nữa. 32 chị Thanh Thị Nguyễn. Chị Thanh Thị Nguyễn. Rồi cho em một mã nữa thôi, các em chuyển mã nhé. Thôi dạ em thích lên gì? Thích lên gì em lên một xíu nữa cái là em lên cuối like rồi. À có mấy cái bộ bán cho em lên luôn. Rồi cho nguyên con thỏ tím thì tím là tím theo luôn. Nha, lên thỏ tím cho Nguyên nè, đẹp cực. Rồi lên mã thỏ tím cho Nguyên nhé. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Lên cho Nguyên mã thỏ tím cho Nguyên nè. Lên mã thỏ tím cho Nguyên nè. Kèm sai. Thỏ tím kèm sai luôn nhé. Ai lấy thỏ tím chút thỏ tím kèm sai cho Nguyên là được. Sai cho còn mà chương trị chị có màu đậm màu xanh than ấy còn không? Quần riêng hả chị? Rồi ok cho em bài đi quần riêng luôn đi. Đó vô, đó, màu đậm nó vô. Đó, len. Len chi đó nữa. Cái bé trai rồi. À, còn màu đó cho em lên. Đưa tạm thời cho em cái bé gái, cái cọc bé gái Elsa nên là gì đó. Đưa cho em. Cái em lên chị em đi nha. Lên trước đi. Rồi bao vô ba thương lượng hăng ra rồi. Thỏ vàng, thỏ tím size 40 có chị. Thỏ vàng với thỏ tím luôn size 40. Vàng với tím size 40. Sao con thỏ xám này size 40 nè chị. Thỏ vàng tím 40 cho Mai An. Mới luôn lắm luôn. Thỏ này cũng đẹp lắm nè. Nay toàn đồ đẹp mà rẻ không xem like liên tục. Thì bạn đóng làm thế nào? Bạn Huy không like thì cũng được. Vàng 38 còn chị? Vàng 38 chị ơi. Còn? Không có à? Không có vàng 38 chị ơi. Hết vàng 38 rồi. Còn trai gì không cho em xíu trai nữa chị? Đó, cho em đi trai nữa đi. Em không có lên đi nam chị ơi. Chị ơi em không dồn đơn qua ngày mai. Em nói từ đầu tại vì bữa nay á, hàng hóa nó nhiều quá. Chặt nhà lắm, em nói thiệt xíu mà em quay sơ vậy em coi cái nhà em không có chỗ nhúc nhích luôn. Nhà em hàng quay bấm cao một cái là buổi tối này. Thiệt, nhà em thiệt đằng trước này nó không có một chỗ nhúc nhích, vì hàng chắc hết trơn cả nhà luôn, không giống gom. Trong khoảng này là đơn vào bì, không có chỗ để luôn. Người trong khung này mà đi phân đơn cũng rất là lao. Dồn đơn rất là lao nên là dễ mình thông cảm và hàng cuối năm nó nhiều quá mà bị chị em mình biết hàng đông rồi. Cái diện tích thay vì bình thường một cái áo HD này phải định 5 cái áo thun luôn ấy. Đó.
nên là nó rất là mất diện tích. Áo phao cũng như thế, nên là em không chụp cái áo thái mới bằng con áo hết đi, cũng diện tích cái áo phao như thế, nó tốn diện tích lắm, đài nhà ra, nên là em không cho gôn nha chị em mình thông cảm giùm em nhé. Hàng mà nhỏ nhỏ gọn gọn cho gôn vô tư, cái này là hàng đông đó, con nào cũng to bự hết. Rồi cái này đây chị, nàng trai còn riêng ai em đang mang thì là hàng chị em mình qua ngày mai. Giờ mà bảo chốt sỉ cũng biết chốt kiểu gì, không biết chỗ nào cả rồi để chốt sỉ luôn. Màu lạ đâu còn chị? Còn 27. Màu lạ đâu còn? Tối mai mới có mà. Rồi trai luôn dùng nguyên. Chị nào lấy trai? Họ tiếng 27 trên lan phải. Ok, ai cũng như chị xinh thu thì quá khỏe luôn rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Cảm ơn mã này, chốt mã này là mã 6. Thôi em còn một chốt. Em còn một góc lại nè. Đây nè, cho còn một góc chỗ đây nè. Đây còn một góc phao nhẹ chỗ này nữa nè. Đó, còn góc chỗ này thôi. Đây chị em mình. Đây nè, đâu chị em mình nhìn nè, đâu có chỗ mà chắc hàng đâu. Quanh nhà nè chị em mình ơi. Ở trong nó cũng đầy luôn ấy, nên không có chỗ mà chắc hàng luôn. Ở ngồi cửa chị em mình thấy ở ngồi cửa khiếp hơn nữa, ngồi xăng không có chỗ để. Cái 40 kg cám à. Cái cao đó, cao đó, chị nào đó cao đi. Đào 40 kg cám cho Thu. Nó có chắc hàng. Hàng đông đi. Em cái này có mấy bộ này em bán tặng khác rồi chuyển mã. Ui. Sắm tay 40 hết rồi được không? Còn góc nó thôi, ít nó thôi giờ mà. Em dịp giờ mà bung bao nam ra nữa thôi á. Luôn để cho gọn hàng rồi em lên phao nam mới có chứ, nhưng mà để cho gọn cái góc này giờ phao nam nó không có chỗ chắc đâu thiệt. U là trời, này có mấy bộ này bán tặng luôn, phối màu vui, phối màu vui. Da cá HM, da cá HM size 2 size 17 kg à. Không có 17 kg đó, không có 17 kg đó. Cho em đăng bắt cho em vài ri quần riêng nữa. Ok, em lên một cọc này thôi. Thôi hay là cái này không ưng đúng không? Em chuyển cái này để dành. Mà thôi để em bán tặng cái này cho bé về mang cho nó đang lạnh. Đang lạnh, bé đang lạnh nha. Chắc kiểu gì chắc. Mang lại nó không có chỗ phân đơn cũng kêu đó. Tạm ra cái ngõ rồi. Hồng gái cho Nguyên nè. Cái này size 2 đổ về quần hơi dài. Em bán tặng luôn cho dạ mình con này nha. 95.000 luôn. Bộ HM hàng xúc. Da cá đi 95.000 cho nó sóc. 30 kg. Size 23. Cái này size 23. 23. 23 kg. 95.000 cho nó sóc nha. Size 45 kg cho Nguyên. Rồi mà đi 45.000. Da cá hàng HM. Hàng xúc ấy. Cái nó size 3 kg. Chị nào lấy cái này, cái nó mà khách đông chốt vừa cho bạn nhím đi. Vừa cho bạn nhím thì bạn đang ghiền cái hình này nè. Hôm qua bạn wow rồi đó. Size 45 kg này vậy mà nói. Chuẩn hàng xúc hàng HM nha. Chị nào lấy cái này lên mã 45 kg. Lát kiên bé giờ em đang không. 45 cho Phan Thảo. Nè, chú 42 đi cho nó thông thả nhé. Chú 42 cho ông thả cái áo vô tư những cái quần sợ hơi ngắn xíu em từ. Sợ cái gì? Dạ mà dở không. Không được. Được. Năm cho Phan Thảo. Đi đẹp cái gì? Nghĩ ra mà nam vô rồi mà đi chắc giọng như thằng nào. Bảy bao với năm bao đâu. Lắc lông nữa mà lắc. Cái áo lắc lông nó không có chỗ nữa. Áo lắc lông nó mất diện tích. Làm hết rồi nha. Sai 40. Còn size 40 nữa thôi. Chị nào lấy size 40. Mai về phao nam nữa đó. Còn size 40. Chị nào lấy cái này lên 40. Không có chị ơi. Con này size 40 mà em đi chị em bao nhiêu tiền? Có 100. Ông quên lộn sao đây, có 95.000 thôi. Da cá súc hàng HM nhé, size 40. Size 40 cho hình hỉ nha. Nha, size 40. 440
mươi bộ hả? Xe 35. Chị ơi nó lại tẻ sai như thế này thôi. Xe 35. 32, 35. Đẹp lắm luôn á chị em mình ơi. Nhìn cái con quần mà chị em mình những may này. Hàng xuất khẩu nha. Chị nào lấy cái này xe 32, 35. Chốt 32 là thông thoại nhé. Áo trong người khách chốt luôn rồi chị ơi. 35 cho miễn phí. 32, 35. Trời ơi 95.000 cái bộ đồ như thế này. Ôi là trời. Này chút 30. Nãy chị nào hỏi 30 không? Có chị nào hỏi 30 không? Chị em mình ơi, có chị nào hỏi 30 không? 30 đi chị em mình ơi. 30. 2, 3, 2, 3. 30. Chị nào lấy 30 không? 30 cho Phan. Chị Phan Hảo lên địa chỉ, lên có điện thoại luôn trên like cho em nhé. Lên đơn kèm cả địa chỉ cho sức hết. Đổ su lên trước rồi. Chị đổ su chút trước rồi. Lê hả chị? Cho em ri. Hai sáu cái rồi, cái này cũng được nè. 25, 26 cái này ok luôn nè. Chị Thu Thanh Dương luôn nè. Thu Thanh Dương luôn. Cho em cái ring loa em up lên trang cái nhanh. Thì em sẽ đi cho em mình coi nè. Cho em luôn. SML, XL chị. Cái này như XL nhưng vừa á. Đúng không? Nhưng mà hôm bữa XL dương thử rồi. Cái hàng này XL dương thử rồi. Em chốt nó dưới sông. Ui cái quần này. Cái là to miệng giấy này. Đẹp nè. Ui là trời. Em chốt 57 cho nó thông thả nhé. 57 thôi. Em chốt 57 cho nó thông thả nhé. Ép cho trẻ mình 48 độ về. M là 52, L 55, XL 57 thôi. Nhìn nè, trời ơi. Tàu nhâm nha, ring loe nha chị ơi. Ring loe, nhưng mà chị mình nhìn nè, cái này y cái mẫu. Mình up lên trang đó, y con mẫu nó mang, đẹp cực kỳ luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Nha, chị mình lên luôn dùng nguyên con này, chốt mã này. Comment mã loe kèm size. Kèm size, em đọc lại cái size, chị mình lên cái size cho em nè. S nha, S cho 48 độ về, M cho 50, chị cao mang được. M cho 50, 52, L cho 55, XL cho 57 cho nó thông thả. Con này đẹp lắm. Từ từ chờ em mở lại cho chị em mình xem cái con mẫu nó mang xíu nè. Nha, từ từ chờ em xíu nè. Đẹp. Con này bán mấy ta? Từ bắt đầu đi 149.000 nè. 149.000 đúng không? 149.000 đây em mở lên chị em xem đây. Đây là con mẫu nó đang mang. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi lên đây nè. Thấy chưa chị em mà nói? Đẹp chưa? Chốt nha. Kèm size cho Nguyên nha. F48, M50, 50-52, L55, XL là 57 độ về là chốt đơn. Nha, em chốt nè. Chốt bóc luôn size luôn dùm em chị. Bóc luôn size này. Size L cho chị Trần Thị Thu Hiền. L cho Trần Thị Thu Hiền. M cho chị Huyền Anh. M cho chị Huyền Anh. XL cho chị Thảo Lan. Có in đi đó. Ủa Ta. Ủa biết quên. L cho chị Trần Thị Thu Hiền nè. XL chị Thảo Lan nè. Mời cho chị Huyền Anh nè. Ủa chị Huyền Anh lấy CL à? Chị Huyền lấy CL nè. Huyền Anh lấy CL. CM tạm cái thì Xuân Bình đã. XL chị Phan Hồng Liên. S cho chị Nguyễn Thủy. M cho chị Hồng Hoàng Phạm. L chị Bảo Yến. Mai nhà em chốt. S cho chị Hồng Võ. L cho chị Ngọc Văn. Hồ Đạm từ từ. XL cho chị Hiệp Nguyễn. S cho chị Kim Ngân Lương. M chị Diễm Huỳnh. M chị Thị Tĩnh Hồ. S cho nhỏ Bích. S cho Hồ Nhung. S XL. Còn cái S nè. Cái S nè. XL cho ai? XL chị Thanh Hồng.
Ích Lợi Thanh Hồng. Mời còn không chị? Còn. Mời chị Loan Hường. Rồi ok, chị nào chưa có chút nhé. Ok chị. Em đi 149 đẹp. Cái line này nó đẹp này. Mai chị line. Thế gì em mang thêm cái đầu gót cao cao lên xí. Bà này. Mẫu mô và cũng sơn ấy. Nè bye bye. Mẫu mô và cũng sơn. Mặc ảo mặc quần. Keo không có tiền mà cái mẫu cũng. Đúng là giá 2S rồi đó mà cũng hơn bởi 2S rồi. Cho em lên rồi. Rồi còn màu đậm cho em lên màu đậm luôn. Còn màu đậm nữa thôi đúng không? Ừ. Có hai tông màu cho cái mã này. Màu đậm. Màu này cũng giá nè dễ mình. Dễ mình mang cái áo crop top. Mày crop top ôm. Ôm ôm. Mang cái áo ôm là được. Đúng. Mềm giãn cái dễ mình thôi. Rồi cho nguyên đậm. Mềm giả nhá. Mềm giả rồi còn màu này nữa thôi. Chị nào lấy màu đậm comment màu đậm cho Nguyên nhé. Kèm size S là dưới 48 cho nó thông thả. M là 50-52, L 55 nha. XL cho 57 độ về là ok. Không có rộng thôi chị ạ. Rồi chị nào lấy cái này đậm lên đậm cho Nguyên được. Còn XX chị ạ. Rồi cho Nguyên màu đậm kèm size nha. Phát lắc lòng chắc em không chốt đơn like để em chốt đơn cho mày viết cái đã nhá. Nợ khách nhiều quá. Rồi cho nguyên con này le đậm kèm sa. Le đậm kèm sa. Xây mờ cho chị Xuân Bình. Xây mờ chị Xuân Bình. Mờ cho chị Xuân Bình. X bỏ X lời cho chị Thảo Lan. X lời chị Thảo Lan. X thì chốt luôn. Thảo Lan. X cho chị Nguyễn Thủy. X cho Nguyễn Thủy. X lời chị Thảo Lan. Ấy cho chị Nguyễn Thủy. Rồi ok chị nào lấy đậm lên đậm cho Nguyên nhé. 149 cho mã 149 cho mã đậm. 149 cho Nguyên nhé. S48 M50-52 cho Nguyễn Thủy. L55 mới đọc xong mà. À, XL cho 57 độ về. Rồi chị nào chưa có chốt nhanh tay cho Nguyên nhé. À, rồi ok nha, có hai mã đó, có hai màu đó thôi, không có màu gì nữa hết. Rồi chị nào chưa có chốt nhanh tay cho Nguyên nhé. 149 càng con. 149 càng con. Rồi tiếp cái con. Làm sao mà giờ lẻ lẻ rồi đây. Cái mã lúc chưa em đi thì chị 149 đi. Riêng sung đâu? Em còn riêng sung đó. Em đâu còn riêng sung đâu. Lẻ lẻ thôi. Riêng sung một vài hôm nữa thì là trống nhà ra bớt. Thì em sẽ like những cái mã hàng lẻ. Em sẽ hàng lẻ nha. Đây là riêng cho em luôn nha. Xay mờ chạy thanh thi điểm cái này đang còn sót mấy cái online mà toàn màu đẹp không vậy em? Thanh, xay mờ vậy? Trời ơi, màu đẹp luôn. Xay mờ. Cái này còn sót mấy cái online nó luôn. Mai nhà em chúc đơn chị. Mai nhà em chúc đơn nhá. Mai chắc tạm kho nó gửi đi. Để cho rút cho em cái gì. Rút cho em cái. Nhà em mai nhà em chúc đơn nha. Lót lông á. Nhưng mà không nhận đơn đi mày biết. Đây bán cái này em tốn diện tích lắm. Xịn đẹp nè. Xịn đẹp. Ngày mai em chốt đơn trên trang cá nhân trước nha. Nè. Đây là đi hàng chuẩn hàng xịn luôn. Đẹp lắm. Đây. Nhưng mà ngày mai em chốt trang cá nhân nhé. Không đủ trả 500 con nhưng mà khách đặt. Khách đặt hết sạch xanh xanh luôn ấy. Chắc chị nào lên sau là chắc tạm qua đợt hàng sau. Chứ đợt này không có hàng ấy. Tại vì ai cũng đặt mấy con, các bạn là ai cũng đặt mấy con. Tại vì ít cả trang cá nhân cả trên bếp á. Nên là không có đủ hàng cả. Ai mặc hết chút luôn. Rồi chị nào lấy cái này xây mờ cho 57. Anh nam nào gọn lấy 60. Nếu mang ôm body được lấy 60. Những con này còn sót hàng lại. Em đi luôn chị ở mình là 101. Còn một cái màu xanh đẹp xây mờ xịn sò. Xây mờ cái màu xanh đẹp. Chị nào lấy xanh đẹp chứ. Con này xây to. Đây chị. Đây. Xay nhỏ nhất là xay mờ đây chị nè. Chị lấy đi chốt. Xanh đẹp xay mờ. Con... Cô Vịt... À quên lộn. Cô Ban. Cô Ban xay 2. Em đang mang hết rồi chị chờ qua. Tối mai nhé. Qua ngày mai nhé. Qua ngày mai thì là em về màu nhiều hơn xíu rồi. Em lên. Rồi chị nào lấy cái này lên dùng nguyên. Tàu thì 72 cái vô tư. 72 vô tư. 72 vô tư.
Chị nào lấy cái này lên luôn 70 vậy ha, vô tư. Lên mã 2X cho mình nhé. 595 nghìn. 65 hơi rộng xíu nha. Con này 65 ký hơi rộng đấy. Cho chị Hồng Hoàng Phạm. Hồng Hoàng Phạm. Sám thì còn sót mấy con. Sau mã này là em lên nhé. Xanh đen này còn cá xây mờ. Xanh đen còn một cá xây mờ nha dạ mình ơi. Chị nào lấy xanh đen mờ, comment xanh đen mờ trong luôn là được. Hai con xanh đen xây mờ. Chị nào lấy cái này lên mã xanh đen mờ có hai con như vậy mình ơi. Đẹp cực kỳ. Chị Trang Long cá còn một cá xanh đen mờ 57. Anh Nam nào gọn lên được 60 kg. Rồi chị nào lấy xanh đen mờ, chút xanh đen mờ trong luôn là ok. 57 kg. Anh Nam nào gọn lên được đến 60 kg cho cái mã xanh đen. Chị nào lấy xanh đen chốt xịn đẹp. XL chắc không còn chị ạ. Rồi chị nào lấy xanh đen, chút xanh đen chung là được. Rồi tiếp luôn dùng nguyên màu sáng. Sáng, còn mỗi CM. Sáng CM. Thế bỏ ra đi. Bỏ của chị Hồng Hoàng Phạm ra đi, không vừa. 65 kg hơi rộng chứ. 68 kg, 70 kg. Rồi cho nguyên con này, toàn bộ CM. Hết luôn ý. Tổng kết luôn ý chị ạ. Mời xanh đen à. À, mờ là xanh đen. Cho Trang Long. Trang Long có rồi mà. Hả? Trang Long chút rồi mà. Gì đó. Xanh đen xây mờ à, thải ra Trang Long rồi. Hồi Trang Long hay Trang Long? Trang Long. Ừ. Trang Long. Rồi, còn màu xám rồi là hết. Rồi em ngưng like nhé. Xám nè, xám thì Dương Cẩm Thảo nè. Cho chị Ngọc Đào này. Cho chị Thiên Đoàn hết luôn. Hết luôn nhé, sót nữa cả. Còn cái sọc này sẽ gì? Sẽ XL. Còn cái sọc này sẽ XL, sẽ 65. 65 kg độ về. Còn cái sọc bò sẽ 65 độ về là ok. Cái gió nó xịn hề. Duyên vứt cho em cái gió à Duyên, hay bộ đó. Hàng hãng nữa kìa. Mê ghê mà lây gì giờ. Cậu Duyên hả? Trời ơi. Nè, nè, xịn chưa? Hàng hãng. Không có, em không lên. Thôi, ngươi ngưng like vậy em mình ơi. Ngưng like nhá. Chữ à? Nói chi mất quá à? Rồi em ngưng like nhá. Em không lên, không lên ring nữa chị ơi. Ring đen hồi nãy định lên rồi. À đây nó sẽ để em lên ring này. Em bỏ lên. Ghiền ghê rồi thôi điểm mai đi. Em trưởng tràn. Ủa, đi nãy giờ biết bao nhiêu mã. Rồi từ hoodie, từ quần ring, từ áo bé, từ áo len, từ áo khoác. Có hiếu cái gì đâu mà không chốt đơn được trời. Đến lúc chốt đơn chị báo chị ơi. Đây cái này em có con ri nè. Sai từ 26 độ lên 29 độ về nữa. Con này 26 độ lên và 29 độ về là chị em có đơn. Không có cái mùa bỏ gì chưa? Hàng hãng mà, con đó hàng hãng đó. Gió nó gió hãng đó. Nó là lên năm mới biết rồi. Cái này con gì? Thôi cái này rách nữa đi. Rách nữa đi. Con nói gì nhớ cái con hàng 165 không? Đó. Thế là chị mong bừa này. Chị đã mang thế là trời mê ghê chứ. Thôi em tập trung cái này chị đừng có ấy. Em không lên. Rồi chị nào lấy cái nào lên luôn dùng nguyên. Comment cái này 149.000 con ri 26 độ lên 29 độ về. Nghe dễ mà nói. Cứ xong cái em ngưng nhé. Hôm nay cho em lên màu chị. Cho em lên một màu đó chị. Liên niên 57kg là XL. Hả? Hey. Liên 57kg là không, mình mang size gì mình chốt size đó nhé.
À, à, hồi nãy qua thấy đăng ký mày chốt nè. À cái đó là XL. Cho em ri hồng đỏ. Ri. Con cái à? Còn con cái à? Mang kiểu gì giờ, mang cái HD này giờ mang khoác kiểu gì? Không, giờ dơ lên thôi chứ giờ hàng xịn xò, cho em có cái túi á chị. Hàng hãng nha. Cho có cái túi luôn cho nó xịn xò. Màu đỏ này con cá à? Em nó mê luôn. Ái mặt hết rồi. Thôi cho em đi màu đỏ, đỏ này chứ. Màu đỏ này rồi, màu đỏ đi xí à. Đỏ chi chị? Không phải đỏ đô mà không phải đỏ tươi. Đỏ này mặt nó em. Đẹp quá chị em mà nó. Nhìn nè. Hàng xịn nha. Gió hãng xịn nha vậy mà nói cao cấp nè. Sai chi đó chị? Sai lờ à? Duyên chỉ mặc sai lờ thôi à? ML. ML có XL không? Có. ML XL à? Đẹp lắm. Ai phê luôn á chị mà nó mê luôn. 125.000 con luôn, hàng này hàng 165 đó chị mình ơi. Em nói nhận hàng con này về không đã nữa thôi, mang mùa nào cũng được hết. 125.000 con ML XL. Mời cho chị em dưới 55, lợi chị em dưới 57, XL chị em 60-62 nha. MLXL 3 size, chị nào thích cái này lên mã gió đỏ xịn. Nhớ luôn dùng nguyên là hàng cao cấp như vậy mình ơi. Hàng hãng xịn xò, hàng này bình thường là chạy sale có 100, sale là 165.000. Giờ đi chị em chỉ có 145.000, à 125.000 thôi. 125.000, 125.000 nha chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên mã đỏ kèm size, M là dưới 55, L là dưới 57, XL là dưới 60-62. Rồi ok nhé, chị nào thích cái này lên luôn nè. Theo cái này ngày mai sẽ lên cái này. Cái này xịn quá. Rồi nhớ ngưng like toàn bộ chữ này là chữ theo hết nhé. Đẹp lắm. Em nó xịn sò, nhìn nè. Ngày mai lên. Lấy xe mờ cho đổ su su đi. Có mấy cái. Mờ cho đổ su su. Màu đỏ là màu nước đó. Xe mờ. Đó không có xe mờ à? Có xe gì? CL là đỏ có mỗi CL. Có mỗi CL. Đỏ này có mỗi CL thôi chị. 57 độ về là ok. Chị Duyên chị mang vừa đó chị. Chị Hiền ơi, chị Duyên mang vừa, chị Hiền mang vừa lấy CL thôi chị Hiền ơi. Đỏ này không có CM rồi. Chị Hiền ơi lấy CL nha. À CL, à CM. À CL. CL chị Duyên chị 64kg mang được luôn. Mình chốt con thông thả là 57kg độ về á. Gió mang cho nó thông thả. Ok một chút. Nè, theo toàn bộ hết không có cái màu. Có cái màu nào vẫn có size nhiều không? Rồi, em qua nhé. Không có. Có mỗi size L cho màu đỏ, chị nào lấy trước. Đó chị Nguyễn Hiền đỏ size L đi. Nguyễn Hiền đỏ L đi. Rồi, thôi ngưng dạ mình, hẹn dạ mình ngày mai sẽ lên cái này xong. Nha. Nhiều lắm, anh đang tràn nhiều. Xịn lắm, em nói dòng này cao cấp. Hàng này em xem cấp 65 nhiều. Mọi khi chạy xe 165 nghìn. Áp nè. Cái này đủ biết hàng xịn rồi. Toàn bộ hàng công ty hết. Bảo chị Nguyễn Hiền cái đi. Rồi ngưng like vậy mình ơi, hàng chị em mình ngày mai nha. Nhưng tắt like nha. Toàn bộ đơn trưa và đơn tối nay giờ em sẽ vô gom vô chung chút một lần. Còn không dồn hết. Không dồn với like cũ 125 nghìn cái. 125 cái. Rồi ok bye bye chị. Không phải thấy không? Ừ. Cái này nó nhìn phòng lấy nó nhiều lắm. À, hết đi phòng lấy nhiều lắm. Rồi ok bye bye chị em mình bán. Cho chị cái size S thì Thu Phương Hoàng Green Loa nhạc size S còn hết. Hết à? Đây nè. Ờ, phải size S không? Xin L đỏ cho chị Phan Chiến luôn sao? L đỏ chị Phan Chiến luôn. L đỏ luôn chị Phan Chiến. Đây nè. Rồi bye bye chị em mình nha. Bye bye cả nhà, hẹn chị em mình qua ngày mai. Đây là màu đỏ nè. Hồi nãy Nguyễn Hiền màu đỏ nè. Ừ. Rồi ngưng like nhá, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye cả nhà luôn.